Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1501 vâng. Ông cụ vừa lòng gật đầu với Tiêu Chính Văn nói, không sai, có một kim tự tháp nằm ở chính giữa các kim tự tháp khác, kim tự tháp ấy chính là miếu thần Hades. Có điều, nếu người cậu cần tìm ở trong kim tự tháp ấy thì e là cậu phải thất vọng rồi. Trên thế giới hiện nay, chưa từng có ai có thể đưa bất cứ người nào hay bất cứ đồ gì từ kim tự tháp ấy ra ngoài, tôi nói là bất cứ thứ gì. Hừ, Tiêu Chính Văn không khỏi kinh ngạc, ông cụ nhìn ra xa xăm, trong ánh mắt ấy như mang theo sự sùng bái. Lẽ nào, trong kim tự tháp ấy có nhân vương sao? Cường giả ở cảnh giới nhân vương rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, trước đến nay Tiêu Chính Văn chưa từng gặp. Nhưng từ chỗ ông nội mà anh biết được, ngay cả Tiêu Long cũng chỉ có thể được đấu một trận với nhân vương, tuy nhiên kết quả không cần nghĩ cũng biết. Bây giờ mặc dù Tiêu Chính Văn cũng có thể được gọi là đã thiên tài, nhưng ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần, Tiêu Chính Văn cũng chưa từng gặp. Chứ đừng nói đến nhân vương. Ông cụ, vậy có thể phiền ông dẫn chúng tôi tới ba kim tự tháp này tham quan một chút không? Tiêu Chính Văn vô cùng khách khí nói. Tham quan, ông cụ nhíu chặt mày lại. Chính vào lúc ông cụ định mở miệng thì bầu trời đột nhiên bùng lên ba ngọn lửa, nói đúng hơn chính là ba quả cầu lửa. Từ trên độ cao mấy trăm mét đã to bằng cái chậu, nếu lại gần hơn một chút, đường kính thậm chí có thể lớn hơn vài mét. Ba quả cầu lửa mang theo thứ âm thanh ầm ầm, truyền đến căn nhà mà Tiêu Chính Văn và ông cụ đang đứng. Hỗn láo, trong ánh mắt của ông cụ đột nhiên xẹt qua tia sáng, ông cụ bỗng giơ cây gậy lên, một bức tường không khí được hình thành trong không trung, bao bọc căn nhà bên trong. Ầm ầm ầm, ba quả cầu lửa đâm vào bức tường không khí. Mặc dù cách một tấm chắn bằng không khí nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của nó. Mặc dù ba quả cầu lửa bị chặn lại, nhưng sức nóng của nó đã lập tức đốt cháy các tòa nhà xung quanh. Ngọn lửa bừng bừng lập tức lan rộng. Chương 1502 trong tích tắc, những hộ gia đình xung quanh đều chìm trong biển lửa. Tiếng la khóc cùng những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng bên tai, Trần Cương và người đàn ông trẻ tuổi kia đều bị dọa sợ. Morty. Ông nội của cậu thế mà, biết ma pháp, mặt mũi Trần Cương trắng bệch nhìn ông cụ. Đại ca, tôi cũng không biết, tôi thề, tôi thật sự không hề biết ông nội lại lợi hại như vậy. Cậu thanh niên tên Morty cũng bị dọa sợ tái mặt. Sớm biết ông nội giỏi như vậy thì cậu ta đã chẳng đi làm tay sai cho người khác. Theo ông nội học pháp thuật không phải là được rồi sao? Chỉ là cậu ta không rõ, đó hoàn toàn không phải pháp thuật gì cả. Mà chỉ đơn giản là một bức tường không khí đơn giản mà thôi. Nếu là Tiêu Chính Văn thi triển thì những căn nhà xung quanh sẽ không gặp hỏa hoạn như vậy. Ai, trong hốc mắt lõm sâu của ông cụ lóe lên hai tia lửa giận. Không ngờ người buôn đồ gốm như ông lại là chủ tế. Lúc này, một giọng nói mà Tiêu Chính Văn vô cùng quen thuộc vang lên. Trong nháy mắt, bóng dáng Dupan từ trên trời nhảy xuống, chạm vào cửa của căn nhà. Ông cụ nhìn Dupan đứng bên ngoài cửa nói, thân phận của tôi không đến lượt ông quản. Ba quả cầu lửa này là có ý gì? Đương nhiên, ông cụ hoàn toàn không mắc bẫy Dupan, là một trong những chủ tế, sao có thể sợ mấy con chó tay sai này chứ? Không có gì, nếu ông đã là chủ tế, vậy giữa chúng ta tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng, thời đại Pharaoh cũng đã một đi không trở lại rồi, tôi nghĩ, mấy chủ tế các ông cũng không muốn đối địch với nhà nước phải không? Mau giao người đó ra đây. Dupan chỉ tay vào Tiêu Chính Văn, nghiến răng nghiến lợi nói. Quả nhiên như Tiêu Chính Văn dự đoán, lão Dupan này lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cậu đắc tội với Dupan sao? Ông cụ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Dupan là người thế nào? Trong lòng ông cụ rất rõ, một người nhỏ bé bình thường, đừng nói tới đắc tội, cho dù là gặp mặt cũng chỉ là mơ tưởng hảo huyền. Có chút khúc mắc, ông cụ, tôi thấy chuyện này. Chương 1503 không đợi Tiêu Chính Văn nói hết, cụ ta đã cắt đứt lời nói của Tiêu Chính Văn, Dupan, chỉ cần ở trong nhà của tôi thì là khách của tôi, vô lễ với khách của tôi chính là coi thường chủ tế. Ti cha, ông chỉ là thiên vương một sao, có vài chuyện, tôi không muốn quá tuyệt tình. Giọng nói của Dupan càng lúc càng lạnh lùng, hơi thở của thiên vương địa cấp 3 sao bỗng nhiên dâng trào. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của Dupan, cơ thể cụ ta bất giác khẽ run lên. Không sai,
Nếu Dupin quyết phải giết được Tiêu Chính Văn thì Tý Cha hoàn toàn không thể ngăn cản. Dupin, không đợi Tý Cha nói xong, Tiêu Chính Văn đã tiến lên trên một bước, đứng chắn trước mặt ông cụ, thản nhiên nói, Dupin, thật ra vì ông là trưởng lão hộ quốc nên tôi không muốn giết ông. Hơn nữa, cũng đã cho ông một cơ hội rồi, nếu ông thật sự muốn chết như vậy thì tôi sẽ giúp ông. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, đầu tiên Dupin ngây người. Nhưng chưa tới 2 giây, Dupin đã đắc ý cười lớn, chỉ tay vào Tiêu Chính Văn nói, cậu tưởng tôi giống như Castro sao? Cho rằng cậu là điện chủ điện thần Long thì có thể khiến tôi chịu thua à? Trước mặt cường giả, thực lực mới là vương đạo. Khuôn mặt Dupin bỗng trở nên dữ tợn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Trước mặt cường giả phải nói chuyện bằng thực lực, nói rất hay. Tôi cũng rất tán đồng. Tiêu Chính Văn thản nhiên bật cười, quay đầu nhìn Tý Cha nói, ông cụ, cảm ơn ý tốt của ông, có điều chuyện này nếu đã do tôi mà ra vậy tôi sẽ tự mình giải quyết, ông cứ quay về nghỉ ngơi trước đi. Cậu Tiêu, có thể cậu không biết, ông ta là Tý Cha vô cùng lo lắng nhìn Tiêu Chính Văn, e rằng Tiêu Chính Văn không biết anh đang đối đầu với cường giả như thế nào. Nhưng việc này cũng khó trách, một người bình thường, làm sao có thể biết được cường giả cảnh giới thiên vương đáng sợ đến mức nào? Cậu tự mình giải quyết ư, vậy thì chịu chết đi. Dupin nâng một quả cầu lửa trong tay, đập thẳng vào sau lưng Tiêu Chính Văn. Quả cầu lửa khổng lồ bỗng phát nổ khi còn cách Tiêu Chính Văn 3 mét, tàn lửa bắn ra tung tóe. Hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1504 Tý Cha và Dupin kinh hoàng, thậm chí bọn họ còn cảm nhận được sau lưng Tiêu Chính Văn có một bức tường không khí. Việc khiến Tý Cha và Dupin không ngờ tới hơn là Tiêu Chính Văn cũng là cường giả cảnh giới thiên vương. Cậu lại, ánh mắt Dupin hoảng hốt nhìn Tiêu Chính Văn. Cụ ta hoàn toàn không ngờ, đòn đánh của mình lại bị Tiêu Chính Văn chặn đứng. Hơn nữa trong lúc Tiêu Chính Văn đứng quay lưng lại với cụ ta mà vẫn có thể chặn lại. Tất cả tàn lửa đều bị dập tắt ngay khi rơi xuống đất. Việc này chứng tỏ thực lực của Tiêu Chính Văn còn mạnh hơn cả cụ ta. Tôi đã nói với ông rồi, vốn dĩ tôi định tha cho ông một mạng, nhưng thiên đường có lối ông không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Tiêu Chính Văn quay người lại, mỉm cười nhìn Dupin. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu cho dù có ở cảnh giới thiên vương thì đã sao? Trong mắt tôi thiên vương một sao chả là cái thá gì. Lúc cụ ta lên tiếng, hai quả cầu lửa lại đánh thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Chương 1505 phá, Tiêu Chính Văn chỉ bình thản nói, một chữ phá như sấm sét vang trời. Hai quả cầu lửa chưa đến gần Tiêu Chính Văn đã hóa thành vô số đốm lửa nhỏ bay mù mịt xung quanh. Lúc này hơi thở của Tiêu Chính Văn bỗng trở nên cuồn cuộn, đâu còn dáng vẻ của một người bình thường, uy lực cực mạnh khiến Dupin toát đầy mồ hôi. Cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Mẹ kiếp, chuyện này chẳng khoa học chút nào, Tiêu Chính Văn rõ ràng chỉ là một người bình thường, sao có thể, nhưng bây giờ mọi thứ đều đã muộn. Lúc này lòng Dupin lạnh như cho tàn, Tiêu Chính Văn không chỉ vượt xa cụ ta về cảnh giới mà ngay cả bản lĩnh cũng vượt trội hơn cụ ta rất nhiều. Tất cả cảnh giới thiên vương 4 sao ở Hoa Quốc đều không đơn giản. Chưa kể đến võ thí thiên trong truyền thuyết. Dù là những người như Dược Sư Hoàng cũng đều là huyền thoại. Vì một đất nước cổ xưa như Hoa Quốc quá bí ẩn, cực kỳ vĩ đại. Nghe nói võ thuật của thế giới bắt nguồn từ Hoa Quốc. Mà các nước tinh thông võ thuật cũng chỉ là bắt chước học theo mà thôi. Ông rất thích sử dụng lửa nhỉ, Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, đồng thời lòng bàn tay anh cũng xuất hiện một ngọn lửa rất nhỏ. Đúng thế. Đó là một ngọn lửa màu xanh đang trôi nổi cách lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Hơn nữa còn lập lòe lúc sáng lúc tối, rất kỳ lạ. Tiêu Chính Văn đã thành thạo mấy trò như sử dụng lửa này từ khi anh còn ở cảnh giới thiên vương một sao. Nhưng trước mặt cao thủ thật sự, mấy thứ như nước hay lửa này chẳng phải là thứ cao cấp gì. Chỉ riêng sát khí đã có thể phá hủy những thứ thường thấy ở thế gian. Mà Tiêu Chính Văn đã thêm trận pháp vào trong ngọn lửa màu xanh. Cậu đừng làm gì quá đáng. Tôi là trưởng lão hộ quốc nước Lý đấy. Lúc này Dupin tỏ vẻ sợ hãi, trực giác nói cho cụ ta biết ngọn lửa màu xanh đó cực kỳ nguy hiểm. Tôi quá đáng sao? Nếu đã quá đáng thế thì cứ quá đáng thêm một lần đi. Dứt lời,
cơ thể Tiêu Chính Văn bỗng dịch chuyển và lao đến chỗ Dupin nhanh như chớp. Chương 1506, một luồng ánh sáng màu xanh nhạt bắn tới ngực Dupin. Bùm, một âm thanh kỳ lạ vang lên, Tiêu Chính Văn đứng vững lại, ngọn lửa màu xanh trong tay anh lại đang ở trên người Dupin và bắt đầu bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa trở nên hung hãn nuốt chửng Dupin, nhưng quần áo hay da thịt của cụ ta lại không hề có vết bị thương do bỏng. A, à, hai tay Dupin ôm lấy đầu thét lên một tiếng thảm thiết. Ngọn lửa đó không thiêu đốt da thịt, càng không phải đốt cháy quần áo mà là đang thiêu cháy tinh thần của cụ ta. Khiến cụ ta lúc nào cũng chìm trong sự đau đớn do bị thiêu cháy, cảm giác này đủ khiến cho bất kỳ ai cũng phải phát điên. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Dupin, mãi đến mười mấy phút sau, ngọn lửa màu xanh đó mới biến mất, còn Dupin như biến thành xác chết, nằm thẳng đơ trên mặt đất, hai mắt thất thần nhìn lên bầu trời đêm. Cậu Tiêu, ông ta chết rồi sao? Tí cha chống gậy bước đến trước mặt Dupin thận trọng hỏi. Dù Dupin gây phiền phức cho Tiêu Chính Văn nhưng nếu giết cụ ta thì chắc chắn sẽ khiến sáu trưởng lão hộ quốc bất mãn, đến lúc đó sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Ông ta chưa chết, trên người cũng không bị thương, chỉ là từ nay về sau e là ông ta không thể nói được một câu nào nữa. Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn Dupin lạnh nhạt nói. Tí cha khiếp sợ khi nghe Tiêu Chính Văn nói thế, cụ ta chưa từng nghe nói đến loại bản lĩnh này. Cậu Tiêu, ngọn lửa trong tay cậu lúc nãy là, đó không phải là lửa, chỉ là một trận pháp gây ảo giác cho con người, thật ra nãy giờ ông ta chỉ đang ở trong ảo giác của mình thôi, tiềm thức của ông ta cho rằng mình đã bị thiêu thành cho rồi. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Tí cha cúi đầu nhìn Dupin, sau đó giơ tay ra thăm dò hơi thở của cụ ta. Quả nhiên như Tiêu Chính Văn nói, Dupin vẫn còn thở bình thường, hơn nữa trên người không hề có vết thương gì. Nhưng mắt cụ ta lại không hề có tiêu cự, chỉ ngơ ngác thất thần như cho tàn. Trận pháp ảo giác trái tim rồng Hắc Long là trận pháp không ai có thể làm được, thế nên lúc đầu Âm Dương Tôn mới thèm muốn trái tim rồng Hắc Long như thế. Đất nước phương Đông cổ xưa quả nhiên vượt xa sự tưởng tượng của những người như chúng tôi. Chương 1507, Tí cha thở dài nói. Sau đó cụ ta chống gậy quay về sân nhỏ. Tiêu Chính Văn vẫy tay với mọi người nói, đi thôi, xem như ông ta hôm nay đã chết rồi. Tất nhiên ông ta mà anh nói là Dupin. Nhưng Trần Cương và Dương Linh Nhi vẫn không khỏi nhìn Dupin, sau đó mới đi theo Tiêu Chính Văn về sân nhỏ. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt Tí cha nhìn Tiêu Chính Văn thêm vài phần kính sợ. Ông cụ, nên tiếp tục chủ đề lúc nãy của chúng ta, làm thế nào mới có thể vào bên trong kim tự tháp? Hơn nữa trong điện thần minh có cao thủ ở cấp bậc nhân vương thật sao? Tiêu Chính Văn nghiêm túc hỏi. Tí cha hít sâu một hơi lắc đầu nói, tôi không rõ người đó có phải nhân vương hay không, dù sao tôi cũng chỉ là một chủ tế nhỏ thôi, còn người đó là chủ tế đã sống hơn 300 năm rồi. Chúng tôi không thể đoán được thực lực của ông ta, nhưng cậu có nhớ Napoleon không? Hả, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, tất nhiên là biết, ông ấy từng chinh phục nơi này vào 500 năm trước. Đúng thế, lúc đó Napoleon đã cử ba cao thủ cảnh giới thiên thần 4 sao vào trong miếu thần Hades, nhưng cuối cùng lại khiến Napoleon hối hận không kịp. Tí cha nhấp một hớp trà, nói tiếp, ba cao thủ cảnh giới thiên thần 4 sao đó không một ai sống sót, từ lúc họ đi vào điện thần minh thì không ra ngoài nữa. Cao thủ cảnh giới thiên thần, Tiêu Chính Văn không khỏi thấy ớn lạnh. Thế chẳng phải là cường giả giống ông nội cũng không thể đấu lại sao? Nếu người này vẫn còn sống và những gì Tí cha nói là thật thì bây giờ không ai trên thế giới có thể giải cứu hoặc lấy bất kỳ thứ gì từ điện thần minh ra được cả. Thế hai tòa kim tự tháp khác thì sao? Tôi có thể dẫn cậu vào tòa tượng sư thân nhân diện của Pharaoh Tutankhamun, cũng có thể vào trong tháp đại kim của Pharaoh Lazoti thông qua một người bạn cũ, chỉ có tòa tháp đó là không ai có thể vào được. Tí cha nghiêm túc nói. Tiêu Chính Văn gật đầu. Do dự một lúc vẫn nói với Tí cha, ông cụ, ông có thể dẫn tôi đi xem miếu thần Hades không? Chương 1508, Tí cha ngẩng đầu lên nhìn trời nói, chưa đến 11 giờ đêm thì không thể đến gần, cho dù có là chủ tế cũng sẽ bị trừng phạt. Nói đến đây, Tí cha lấy đồng hồ chỉ vào 11 giờ nói, lúc này đến 3 giờ sáng thì có thể đến gần, nhưng tôi không dám đảm bảo với cậu có thể đến gần ở khoảng cách nào. Được, ông cụ. Tôi chỉ muốn nhìn xem một chút thôi,
có thể đi một vòng quanh đó rồi chúng ta về. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Sau khi cân nhắc suy xét, Tý Cha bảo những người khác ở lại trong nhà, chỉ dẫn theo Tiêu Chính Văn đi đến kim tự tháp lớn ở chính giữa. Đợi đến 11 giờ, Tý Cha và Tiêu Chính Văn đi đến cách kim tự tháp lớn ở chính giữa vài trăm mét. Tòa kim tự tháp đó đem lại cảm giác vô cùng uy nghiêm, hơn nữa còn thoáng cảm nhận được một luồng sức mạnh, chỉ có cường giả cảnh giới thiên vương mới có thể cảm nhận được uy lực. Cách kim tự tháp chỉ có vài trăm mét mà đã có thể cảm nhận rõ được sự uy hiếp như vậy, thế thì càng không cần phải nói sau khi vào trong sẽ thế nào. Lúc Tiêu Chính Văn và Tý Cha đi về phía kim tự tháp chưa đến 100 mét, Tiêu Chính Văn không khỏi giật mình. Dường như có đôi mắt vô hình nào đấy đang nhìn chằm chằm vào anh. Cậu Tiêu, suỵt, Tiêu Chính Văn làm động tác tỏ ý đừng lên tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đỉnh kim tự tháp. Trên đỉnh kim tự tháp lớn có một bóng người mặc áo choàng đen đang nhìn Tiêu Chính Văn và Tý Cha. Trong lúc đối mặt với người mặc áo choàng đen, Tiêu Chính Văn cảm nhận được một loại áp lực chưa từng có đang ập đến. Vù, một giây sau, bóng đen kia xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn và Tý Cha. Tý Cha nhìn thấy người đó thì lập tức quỳ xuống bái lạy. Đại nhân Antira, người mặc áo choàng đen gần như không để ý đến Tý Cha, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Đôi mắt đó vô cùng đáng sợ, dường như chúng có thể xuyên thấu người trong tích tắc. Tiêu Chính Văn hoàn toàn có thể cảm nhận được thực lực của người này. Ngay cả Tiêu Chính Văn hôm nay cũng vô cùng nhỏ bé trước mặt cụ ta. Cậu có hai trái tim à? Chương 1509 cuối cùng Antira cũng lên tiếng. Hai trái tim, Tiêu Chính Văn cau mày, lập tức hiểu được ý của cụ ta. Tim rồng xích long và tim rồng kim long, có thể coi là vậy, nhưng cũng có thể coi là người không có trái tim. Tiêu Chính Văn dửng dưng đáp. Cậu muốn vào trong sao? Antira ngẩng đầu, cởi chiếc mũ rộng xuống, để lộ khuôn mặt già nua. Tiêu Chính Văn không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Tại sao? Antira hỏi ngắn gọn. Tìm người, một thương nhân Hoa Quốc. Antira nở nụ cười, trong tay có một ngọn lửa sáng lên, ấn lên người Tiêu Chính Văn. Lửa, một cảm giác nóng bức khắc nghiệt ập đến, nhưng chẳng bao lâu đã biến mất. Sau khi ngọn lửa biến mất, Tiêu Chính Văn thậm chí còn cảm thấy mát mẻ. Còn chỗ lúc nãy bị Antira ấn vào, lúc này đột nhiên xuất hiện một ký hiệu. Cái này là gì? Tiêu Chính Văn đờ đẫn nhìn ngực mình, rồi lại nhìn Antira với vẻ khó hiểu. Cường giả nước Lý đều giỏi sử dụng lửa, cậu có biết vì sao không? Antira bình tĩnh nói. Trong lòng Tiêu Chính Văn cũng rất hoang mang. Dupan trước đây là một ví dụ điển hình. Ba quả cầu lửa mà cụ ta phóng ra không hề mạnh, chỉ là chói mắt vào ban đêm mà thôi. Với tư cách là trưởng lão bảo vệ đất nước, sức mạnh không nên chỉ hào nhoáng bên ngoài như vậy. Bởi vì, chúng tôi là dân tộc bị nguyền rủa. Chương 1510 Antira trầm giọng nói. Dân tộc bị nguyền rủa ư, Tiêu Chính Văn cau mày. Đã là thời đại nào rồi mà còn tin vào những lời nguyền rủa? Nhưng lúc Tiêu Chính Văn đang nghi hoặc thì Antira đã vươn bàn tay nhăn nheo ra ấn lên ngực Tiêu Chính Văn. Lạnh, bàn tay nhăn nheo ấy như vừa được lấy ra khỏi thùng băng, áp lên lồng ngực Tiêu Chính Văn, toát ra từng đợt ớn lạnh. Từ thời cổ đại ở nước Lý, cảnh giới thiên vương chính là một đường ranh giới, có rất nhiều người lúc đạt đến cảnh giới thiên vương lại lựa chọn không đột phá cho đến lúc chết. Còn có nhiều người sau khi đột phá cảnh giới thiên vương không lâu đã tự sát. Không phải chúng tôi không trân trọng mạng sống của mình, mà là chỉ cần người nước Lý đột phá cảnh giới thiên vương thì sẽ phải chịu nỗi khổ của sự rét lạnh. Giống như sinh ra trong địa ngục. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn vô thức nhìn Tý Cha. Thấy Tý Cha khẽ gật đầu, Tiêu Chính Văn cũng sững sờ. Trên đời này thật sự có điều kỳ lạ vậy sao? Cường giả cảnh giới thiên vương đã có thể nhìn thấu trời đất, dung hợp với thiên nhiên và có thể sử dụng được đất, nước, lửa, gió trong tự nhiên. Nhưng cường giả cảnh giới thiên vương ở Hoa Quốc thường chuyển nó thành sức mạnh chiến đấu, vì vậy mới nói các cảnh giới dưới thiên vương đều là run rế. Dấu ấn này sẽ biến mất sau 24 giờ. Đến lúc đó, nếu cậu vẫn chưa ra ngoài thì cậu cũng sẽ bị dính lời nguyền như chúng tôi. Tý Cha và Tiêu Chính Văn đều sững sờ. Ý của Antira là cho phép anh vào trong sao? Tiêu Chính Văn nhìn Antira với vẻ khó hiểu, nhưng trong nháy mắt, bóng dáng của Antira đã biến mất.
cho đến khi hình bóng của Antira biến mất hoàn toàn, Tý Cha mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi mặt đất. Ánh mắt mờ mịt của cụ ta nhìn về phía kim tự tháp lớn, đại nhân Antira cho phép chúng ta vào trong, đây đúng là kỳ tích. Ngay cả đám chủ tế chúng tôi cũng không được phép vào kim tự tháp nếu không đạt được một cấp độ nhất định. Ồ, Tiêu Chính Văn nghe vậy, trong lòng càng thêm khó hiểu. Chương 1511 anh hoàn toàn là người ngoài, vậy mà cụ ta lại cho anh vào nơi thần bí nhất nước Lý, thậm chí có thể nói, đây là vùng đất cấm, che giấu bí mật dân tộc bọn họ. Trên đời này, không có bữa cơm nào miễn phí, Antira tuyệt đối không phải người dễ mềm lòng. Tôi, đột nhiên cảm thấy rất tò mò, không biết trong kim tự tháp này có gì. Hay tại sao ông ta lại cho tôi vào trong? Tiêu Chính Văn cau mày tự hỏi. Tý Cha cười gượng đáp, chỉ có đại nhân Antira mới có thể trả lời câu hỏi của cậu, chúng ta vào thôi. Tý Cha còn thấy tò mò hơn cả Tiêu Chính Văn. Cụ ta là chủ tế bị giày vò suốt cả cuộc đời. Điều ước duy nhất của cụ ta là có thể vào điện thần minh trước khi chết. Tiêu Chính Văn và Tý Cha lần lượt bước vào kim tự tháp, vừa đi, Tiêu Chính Văn vừa hỏi Tý Cha, Antira chính là người ông nói sao? Không, ông ấy không phải là chủ tế lớn, mà là chủ tế bảo hộ kim tự tháp, cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Rất mạnh phải không, nhưng những người như ông ấy không được phép tiến vào thế tục, càng không thể can thiệp vào việc trong thế tục. Nếu không... sẽ bị cường giả cảnh giới thiên thần khác hợp tác giết chết. Bằng không, nước Lý sẽ không phải chịu khổ vì không có cao thủ. Từ lời của Tý Cha có thể thấy, nước Lý có rất nhiều người giống Antira. Chỉ là do quy định cảnh giới thiên thần không thể can thiệp vào thế tục cho nên chỉ có thể ở ẩn tại đây. Tiêu Chính Văn nghi hoặc, bước xuống lối vào của kim tự tháp cùng Tý Cha. Vụt, hai người vừa đến cửa hang, ngọn đuốc bên trong đột nhiên sáng lên. Phụt 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 phụt, khi ngọn đuốc đầu tiên sáng lên, hầu như tất cả hàng đuốc phía trên bức tường đá đều đồng loạt được thắp sáng. Một đường hầm sâu thông thẳng xuống lòng đất, toàn bộ đường hầm không thể nhìn thấy điểm cuối, giống như thông thẳng đến cửu U Minh. Tý Cha cũng không nghĩ ngợi nhiều, mà đi dọc xuống theo con đường. Tiêu Chính Văn vừa đi vừa quan sát bức tường hai bên đường hầm. Lúc đầu, con đường còn tương đối rộng, đủ cho ba người đi qua. Nhưng càng đi, hai bên càng hẹp lại, đến cuối cùng chỉ có một người đi qua được. Bức tường đá hai bên cũng trở thành bức tường sa thạch tinh xảo hơn bức tường đá khổng lồ ban đầu. Chương 1512 lúc đi qua đường hầm đến căn phòng bằng đá đầu tiên, một ngọn lửa trong không trung đột nhiên chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là lúc ngọn lửa bùng lên đến đỉnh, một cảm giác ớn lạnh bất ngờ ập đến. Tiêu Chính Văn và Tý Cha cùng dùng mình. Cùng lúc đó, một vầng sáng lóe lên bức tường đá, xung quanh xuất hiện bốn bức tranh, thay cho những bức tường trống không. Những bức tranh này khác với những bức tranh tường được chiếu trên TV. Chúng không chỉ có hai màu đen trắng, mà là những bức tranh kể chuyện sống động đầy màu sắc. Từ bức tranh đầu tiên, Tiêu Chính Văn nhìn thấy một người đầu sói thân người bước ra khỏi không gian tăm tối. Sau đó một người biến thành vô số người. Ai cũng có hình dạng đầu sói thân người. Ghi chép bên trên có lẽ là nguồn gốc của người nước Lý, hoặc là nguồn gốc của dân tộc này. Nhưng sau đó, có vẻ như ai đó đã phạm phải sai lầm, đột nhiên bức tranh trở thành màu đen trắng, mặt trời trên bầu trời biến mất, thay vào đó là mặt trăng. Cậu Tiêu hiểu được sao? Tý Cha quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ bối rối. Những bức tranh trong kim tự tháp đều này đều là ngôn ngữ cổ nhất. Ngay cả chủ tế cũng không thể hiểu nó có nghĩa là gì. Ở đây có lẽ nói có người làm sai chuyện gì đó cho nên đã mất đi ánh mặt trời, Tiêu Chính Văn chỉ tay vào bức tranh trắng đén trên tường rồi nói. Cậu Tiêu, không giấu gì cậu, những bức họa trên tường này, dù có là tôi thì cũng không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng người này có lẽ là Tutankhamun. Tý Cha vừa nói vừa chỉ tay vào phần sau cùng của bức tranh trên tường, nơi có hình ảnh đầu người thân bỏ cạp, nói chỉ có Tutankhamun từng có ước định với ác quỷ. Nghe nói ác quỷ cho cụ ta một quân đoàn bất tử, chính bởi vì có quân đoàn bất tử này nên cụ ta mới thống nhất được nước Lý, thế nhưng bắt đầu từ lúc đó, nước Lý dường như đã bị nguyền rủa. Những điều này cũng là một đoạn lịch sử mà Tý Cha nghe thầy của mình kể lại, cách ngày nay cũng cả mấy nghìn năm. Thậm chí hiện nay rất nhiều người đều hoài nghi liệu thật sự có người tên là Tutankhamun hay không.
không một ai có thể phát triển được thành dáng vẻ giống như cụ ta, lúc còn sống thì đầu người thân sư tử, sau khi chết đi lại là đầu người thân bọ cạp. Chương 1513 bức tranh trong căn phòng đá đầu tiên ghi chép lại quá trình Tutankhamun thống nhất nước Lý ra sao, mà trong cả quá trình đều có quan hệ vô cùng mật thiết với người đầu sói thân người kia. Tiêu Chính Văn xem xong, dựa theo một số phương pháp suy diễn văn tự cổ đại trong Thiên Sơn Thư Lục, về cơ bản có thể đưa ra được kết luận, đây là một căn phòng đá ghi chép lại tội ác của Tutankhamun. Cũng có thể nói, lời nguyền mà Antira vừa mới nhắc tới cũng bắt đầu chính từ thời đại của Tutankhamun. Thế nhưng, nơi này không phải là điện thần minh sao? Sao lại có liên quan tới ghi chép của Tutankhamun? Tiêu Chính Văn suy nghĩ nát óc vẫn chưa hiểu ra được, liên tục lắc đầu nói. Cái này tôi cũng không biết, nói thật thì nếu như không có cậu Tiêu giúp đỡ thì tôi cũng chẳng thể đi tới nơi này. Tí cha nói đúng sự thật. Sau đó, hai người lại đi qua một đường hầm dài hơn, đi tới căn phòng đá thứ hai, nhiệt độ của nơi này rõ ràng thấp hơn nhiều so với căn phòng trước đó. Trên vách đá là bốn bức tranh. Lúc Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn về phía vách đá thì kinh ngạc tới mức con người suýt rớt ra ngoài. Chỉ thấy trên bức tranh là hình ảnh một người có hai trái tim bước vào trong một địa cung khổng lồ. Cái này, đây không phải là Tiêu Chính Văn sao? Vừa nghĩ tới điều này, trái tim của Tiêu Chính Văn không tự chủ được mà đập liên hồi. Hai trái tim, mặc dù tí cha không hiểu nội dung trước mặt, nhưng người đầu sói thân người kia lại được vẽ hai trái tim ở vị trí ngực, có ngốc đến mấy cũng có thể đoán ra được đây là ý có hai trái tim. Cùng lúc này, tí cha cũng nghĩ tới câu hỏi đầu tiên mà Antira hỏi Tiêu Chính Văn, cậu có hai trái tim à? Cậu Tiêu, người này, hình như là cậu. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng lờ mờ có một dự cảm chẳng lành. Ngay từ lúc đầu, anh đã cảm thấy Antira sắp xếp mình vào là còn có mục đích khác nữa. Nghĩ tới điều này, Tiêu Chính Văn vội vàng đưa mắt nhìn xuống dưới. Bên trên hai bên cán cân lần lượt đặt hai quả tim, phía trước là tên đầu sói thân người, giống như đang cân trọng lượng của hai quả tim đó. Đây là lời tuyên án của thần minh, nghe nói lúc còn sống mà làm nhiều việc xấu thì trái tim sẽ càng nặng. Làm nhiều việc tốt thì trái tim sẽ nhẹ hơn, không biết cậu Tiêu đã nghe nói tới truyền thuyết cổ này hay chưa? Tí cha hỏi. Chương 1514 Tiêu Chính Văn lắc đầu phủ định, không, bức tranh kia không phải có ý này. Bởi vì hai trái tim đó, một trái tim màu bạc, một trái tim màu đen. Trái tim rồng ngân long, trái tim rồng hắc long, lại phối hợp với bức hình hai trái tim khi trước, Tiêu Chính Văn lập tức sáng tỏ. Vậy mà bức tranh này lại nói lên rằng trái tim hắc long đang ở nơi này. Cán cân chỉ là một dấu hiệu cho thứ tự, cũng có thể nói, cần một người có trái tim ngân long tiến vào địa cung để lấy đi trái tim hắc long. Mẹ kiếp, nếu như không vào được điện thần minh thì vĩnh viễn sẽ không có ai hiểu được ý nghĩa thật sự của bức tranh này. Cái chết ở nước Lý còn có cách giải thích gì nữa không? Tiêu Chính Văn vô thức hỏi. Chiến tranh, chiến hỏa, tàn sát. Tí cha điềm nhiên trả lời. Trong ngôn ngữ của nước Lý cổ, chiến tranh, chiến hỏa, tàn sát và cái chết có cùng một cách phát âm, hơn nữa ngay cả cách viết cũng hoàn toàn tương đồng. Chỉ có chủ tế giống như tí cha mới biết được những ý nghĩa bên trong. Nghe tí cha nói xong, Tiêu Chính Văn thầm gật đầu. Vậy thì đúng rồi, trái tim hắc long thiên về chiến đấu, mà ở nước Lý, chiến tranh và tàn sát lại tượng trưng cho cái chết. Cách gọi chính xác của trái tim rồng hắc long ở nước Lý chính là trái tim thần chết. Vậy nên mới được thờ cúng bên trong điện thần minh. Bên trong bức tranh trước mặt là một quái vật hình rắn rất lớn đang đè một người khổng lồ đầu người thân sư tử bên dưới. Mà trên bức tranh phía sau là một quan tài lớn hình vuông, ở miệng quan tài rõ ràng có hai bàn tay đang đỡ lấy nắp, bên trên lại có một trái tim rất lớn đè xuống. Ý nghĩa vô cùng rõ ràng, người đó chính là Tutankhamun. Còn thứ đang đè lên trên người cụ ta có lẽ chính là long tộc trong truyền thuyết của Hoa Quốc. Mà người nước Lý lại vẽ cụ ta thành quái vật hình rắn. Thứ đang đè lên trên quan tài của cụ ta chính là trái tim hắc long, chỉ cần lấy trái tim hắc long đi thì cụ ta sẽ được trả lại tự do. Chương 1515 Tiêu Chính Văn lập tức hiểu ra tất cả, hóa ra người đầu sói bước ra từ trong bóng tối kia chính là Tutankhamun, cụ ta là người phát ngôn của Hades thần minh trên trái đất này. Mà người này vẫn chưa chết, chỉ bị trái tim hắc long nhốt ở bên trong quan tài, không có cách nào thoát ra được. Sau này,
trải qua mấy nghìn năm kể từ lúc cụ ta chết đi sẽ có một người dung hợp hai trái tim rồng, bước vào nơi này và lấy trái tim Hắc Long đi, khôi phục lại sự tự do cho cụ ta. Bức tranh trong hai căn phòng đá, nếu được giải thích như vậy thì toàn bộ vấn đề đã hoàn toàn thông suốt. Thế nhưng đây chỉ là một nửa, sau khi Tutankhamun sống lại thì sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Tiêu Chính Văn lập tức dẫn đầu bước về phía đường hầm dẫn tới một căn phòng đá khác. Tí cha cũng vội vàng đi theo, nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, ban nãy sao cậu lại đột nhiên sững sờ như thế? Có phải nghĩ ra điều gì rồi không? Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, có lẽ chúng ta tới căn phòng đá tiếp theo là sẽ hiểu ra tất cả. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa rảo bước nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, căn phòng đá tiếp theo cũng xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Đây chính là khung cảnh cuối cùng của bức tranh sử thi bên trong kim tự tháp. Người sư tử lại đạt được ánh sáng mặt trời, đồng thời, vô số người đầu sói cũng giơ cao hai tay ở dưới ánh mặt trời, có lẽ là đang hoan hô chúc mừng. Mà lúc này, người có hai trái tim đã biến thành năm trái tim. Quả nhiên suy đoán không hề sai, bức tranh đó đang nói tới Tiêu Chính Văn. Quả nhiên không sai, Tiêu Chính Văn không khỏi lẩm bẩm. Lúc này, trong lòng Tiêu Chính Văn ngược lại còn sản sinh ra vô số nỗi băn khoăn. Trái tim của Long tộc đáng lý đều ở Hoa Quốc, vậy thì sao lại xuất hiện một trái tim Hắc Long ở nước Lý? Cậu vẫn muốn đi tiếp sao? Lúc này, một bóng người màu đen bước ra từ bên trong đường hầm tối om, người này chính là Antira vừa nãy đã từng xuất hiện. Phía trước chính là căn phòng bí mật đó sao? Tiêu Chính Văn nhìn Antira nói. Antira không hề trả lời Tiêu Chính Văn, chỉ giơ tay lên, vô số ngọn đuốc lại sáng bừng lên lần nữa. Lần này, không chỉ có đường hầm được chiếu sáng, căn phòng đá cuối cùng ở bên trong cũng bừng sáng dưới vô vàn ánh lửa. Chương 1516 một quan tài bằng vàng khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người, mà phía trên người sư tử mặt người trên quan tài vàng đang có một vật thể phát ra ánh sáng màu đen, hơn nữa còn đang không ngừng dao động. Quả nhiên, đó chính là trái tim rồng Hắc Long. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn lại nhìn ra điểm khác thường, nơi đó chỉ có nửa trái tim rồng. Tiêu Chính Văn không khỏi sửng sốt. Lẽ nào trong tay Võ Thí Thiên chỉ có một nửa trái tim Hắc Long thôi sao? Nếu như cậu thật sự có hai trái tim, vậy thì nó thuộc về cậu. Cậu có thể mang nửa trái tim đã chết này đi bất cứ lúc nào. Antira nói bằng giọng điệu trầm thấp. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, nếu dựa vào thứ tự dung hợp tim rồng thì trái tim Hắc Long sẽ đứng cuối cùng. Mặc dù nhìn vào trước mắt, đoạt lấy nửa trái tim Hắc Long đó dễ như trở bàn tay. Thế nhưng cả đời này Tiêu Chính Văn cũng không thể quên được cảnh tượng lúc dung hợp trái tim Kim Long. Tim rồng không phải là thứ dễ dung hợp, một bước sai lầm thì muôn kiếp cũng không cứu vãn được. Huống hồ nửa trái tim rồng thì dung hợp kiểu gì? Bên trong có bao nhiêu mối nguy hiểm, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không biết rõ, vậy nên không thể tùy tiện hành động. E rằng khiến ông phải thất vọng rồi. Trước khi trái tim rồng Hắc Long được lấy xuống, nơi này có lẽ sẽ rất yên bình, nhưng trái tim Hắc Long thiên về chiến đấu và chém giết, tuyệt đối không hề đơn giản như thế. Mặc dù lòng Tiêu Chính Văn cũng có một nỗi kích động khó có thể khống chế, chỉ muốn lập tức giơ tay bắt lấy nó nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng được lòng tham. Antira khẽ gật đầu nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu đã vượt qua thử thách của thần minh. Ngay khi Antira vừa dứt lời, trong một căn phòng đá cuối cùng bỗng lóe lên một luồng sáng, sau đó có hai bức tranh xuất hiện trên tường, bên trên là một người mang theo bốn quả tim, hai tay lấy trái tim chết chóc đó xuống. Tiêu Chính Văn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải chí lý của anh vẫn còn thì vừa nãy đã rơi vào bẫy, không chừng căn phòng đá này đã trở thành nơi an nghỉ của anh. Chương 1517 người cậu muốn tìm đã không còn ở trong kim tự tháp nữa, cậu tìm sai hướng rồi. Nên đi hướng Tây chứ không phải hướng Bắc. Antira bỗng nói. Ý ông là trước đây người này quả thật bị nhốt trong kim tự tháp sao? Tiêu Chính Văn quay đầu lại hỏi. Đúng thế, nhưng kim tự tháp là nơi an nghỉ của linh hồn đã chết, đâu phải nơi họ có thể làm sằng làm bậy. Bây giờ người đó đã bị bắt đến hướng Tây, còn cụ thể ở đâu thì cậu phải tự đi tìm thôi. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu, người đó đã không còn trong kim tự tháp nữa. Hướng Tây, bờ sông Nin, thung lũng Furukawa mới là hướng người đó đi. Antira rửng rưng nói. Thung lũng Furukawa, Tiêu Chính Văn chuyển tầm mắt nhìn sang Tí Cha.
Đó là Memphis, thủ đô của nước Lý trong vài nghìn năm trước, nằm ở phía tây thành phố Các Lô. Nơi đó rất nguy hiểm, hơn 100 năm trước đã bị thế giới phương Tây kiểm soát, không nằm trong tay các chủ tế bọn tôi. Tý cha giải thích cho Tiêu Chính Văn. Nghe thế Tiêu Chính Văn chỉ đành thở dài nói, cảm ơn chủ tế đã nhắc. Antira cười gượng, chỉ vào con đường anh đi đến, đi ra đi. Thời gian dấu ấn của cậu sắp hết rồi. Dứt lời, bóng dáng Antira lại biến mất vào trong bóng tối. Đi thôi cậu Tiêu, Tý cha làm động tác mời với Tiêu Chính Văn, sau đó dẫn đầu đi về phía cửa. Nhưng trên đường quay lại không còn ngọn đuốc nào thắp sáng nữa. Hai người Tiêu Chính Văn cứ đi về phía trước thì mấy ngọn đuốc không ngừng dập tắt, những ngọn đuốc ở phía sau lại cứ men theo về phía căn phòng đá cuối cùng đó. Dường như có ai đó đang níu giữ Tiêu Chính Văn lại trong vô thức. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Nếu không phải đến nước Lý để cứu Lục Hoài Viễn, có lẽ Tiêu Chính Văn không bao giờ biết trong kim tự tháp nước Lý có trái tim rồng Hắc Long. Đây có thể là do ông trời sắp xếp mọi thứ. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn cảm thấy khó hiểu với bức tranh trong căn phòng đá cuối cùng. Sau khi Ti Chu Tan Khamun sống lại, liệu rằng có giúp người nước Lý không phải chịu nỗi đau bị nguyền rủa nữa không? Có để mặt trời chiếu rọi khắp nơi hay không? Lẽ nào người phát ngôn trong nhân gian thần minh thật sự là sứ giả hòa bình? Một loạt thắc mắc không tìm ra đáp án hiện lên trong đầu Tiêu Chính Văn. Lẽ nào mọi trùng hợp đều có liên quan đến 30 độ vĩ bắc sao? Trong đầu Tiêu Chính Văn bỗng lóe lên một suy nghĩ. Trong Thiên Sơn Thư Lục từng có một đoạn nói rằng, cuối cùng thế giới sẽ kết nối 5 ngôi sao. Kết nối 5 ngôi sao ư? Babylon cổ, nước Mai cổ, nước Lý cổ, Hoa Quốc cổ, vậy còn một sao cuối cùng nữa ở đâu? Suy đi nghĩ lại Tiêu Chính Văn cũng không thể nghĩ ra được một đáp án chính xác. Nhưng hiện giờ quan trọng nhất vẫn là đi cứu Lục Hoài Viễn. Cậu Tiêu, tôi không thể đi tiếp với cậu ở con đường phía trước nữa, chủ tế không thể nhúng tay vào chuyện thế tục, xin hãy lượng thứ cho tôi. Lần nữa quay lại cửa ra vào kim tự tháp, Tý cha hơi áy náy nói. Ông có thể đi cùng tôi đến đây là tôi biết ơn rất nhiều rồi, ít nhất đã biết được tung tích của người tôi cần tìm, tự tôi có thể xử lý những chuyện tiếp theo. Tiêu Chính Văn chân thành tỏ ý cảm ơn Tý cha. Chương 1518 hai người bước lên xe quay lại sân nhỏ. Tuy rằng có cảm giác chỉ trong thoáng chốc nhưng thật ra đã qua một ngày một đêm. Thấy hai người Tiêu Chính Văn bình an quay lại, mấy người Trần Cương vội vã chạy đến đón. Chủ soái, sao rồi? Có tin tức chưa? Trần Cương hỏi. Ở Memphis, Tiêu Chính Văn bình thản đáp. Nghe đến chữ này, mặt mày Trần Cương tái ngắt, bây giờ nước Lý không có nơi nào tên là Memphis. Chuyện đó, anh Tiêu, anh nghe được tin này từ đâu, có chính xác không? Trần Cương gượng gạo hỏi. Không chừng người cung cấp tin tức đó đang lừa gạt một người nước ngoài như Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, Memphis đã trở thành sa mạc vào 700 năm trước, nó không còn tồn tại nữa. Dương Linh Nhi bình tĩnh hơn Trần Cương, dù sao cũng là một trong những người xuất sắc của Hắc Băng Đài, cô ta vẫn biết rất rõ về lịch sử của vài quốc gia. Nhưng một thành phố cổ đã không tồn tại sẽ có tung tích của Lục Hoài Viễn sao? Hiện giờ nơi đó cũng không phải không có người sống nhưng đều là lính đánh thuê hoặc là quân đoàn nước ngoài, đã thành khu vực cấm rồi. Hễ là người đến gần nơi đó gần như đều một đi không trở lại. Morty giải thích với mọi người. Nước Lý cũng giống nhiều đất nước của Phi Lục, ngoài mặt thì vẫn là một đất nước bình thường nhưng thật ra đã bị chia cắt từ lâu. Rất nhiều lính đánh thuê và quân đoàn nước ngoài ở Âu Lục xây dựng các thành phố tự trị trên lãnh thổ của họ, không bị pháp luật của họ khống chế. Dù có là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải vào. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Bất kể thế nào cũng phải cứu được Lục Hoài Viễn ra, đây là lời hứa của anh với Hoa Quốc, với thiên tử và với nhân dân. Chủ soái, tôi đi với anh, tôi thường tiếp xúc với mấy tên lính đánh thuê đó nên khá quen thuộc. Trần Cương vỗ ngực nói. Cũng dẫn theo tôi đi, tôi khá quen thuộc nơi này. Morty cũng xung phong đi theo. Tý cha mấp máy môi như định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược lại. Tiêu Chính Văn do dự hồi lâu, sau đó nói với mọi người, các cậu theo tôi đến đó quá nguy hiểm, tôi nghĩ các cậu nên ở lại đây đợi tin là được. Chủ soái, ngay cả Điện Thần Long cũng không thể thâm nhập vào nơi đó, một mình anh đến đó sao có thể thăm dò được tin tức.
trung thành với đất nước là thiên chức của quân nhân, một ngày tôi là người của quân Phá Long thì cả đời này chính là quân nhân. Trần Cương trở nên nghiêm túc, Morty cũng cười nói, đại ca đi đâu tôi đi theo đó, dù sao cũng là mạng sống cũng không đáng tiền. Dương Linh Nhi do dự một lát cũng nói, dù anh có thể cứu người ra cũng cần có người đưa ông ta về Hoa Quốc chứ, một mình anh đi sao lo liệu được, tôi đi với anh. Mỗi người một câu tranh trước dành sau muốn đến Memphis với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cân nhắc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Suy cho cùng vẫn không biết sẽ có chuyện bất ngờ gì xảy ra, một mình đi quả thật không thể lo liệu hết được. Ngộ nhỡ gặp phải cao thủ thì càng không thể để tâm đến Lục Hoài Viễn. Mọi người cứ thế mà đi đến đó quá lộ liễu. Thế này nhé, mọi người cầm mấy bộ đồ này đi thay đi. Tí cha lấy vài bộ đồ của người dân ở đó từ trong phòng, đưa cho mấy người Tiêu Chính Văn thay, sau đó lấy ít bột đá rồi cải trang cho mấy người Tiêu Chính Văn. Ít nhất từ nhìn xa trông mấy người Tiêu Chính Văn như những thương nhân địa phương. Ở đây có địa chỉ một người bạn cũ của tôi, không biết giờ ông ấy còn sống hay không nhưng chỉ cần ông ấy còn sống, khi nhìn thấy thư của tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ mọi người. Tí cha vừa nói vừa đưa một bức thư cho Tiêu Chính Văn. Cảm ơn ông, Tiêu Chính Văn nói cảm ơn với tí cha, sau gió đi đến Memphis nhân lúc trời tối. Chương 1519 vốn dĩ Memphis là một thành phố đã biến mất trên trái đất, bây giờ không còn huy hoàng như trước nữa. Chỉ có mấy chục sân vườn gạch cũ làm bằng đất, hai bên đường đâu đâu cũng có thể thấy lính đánh thuê râu ria xồm xoàm đang lau báng súng. Thỉnh thoảng trong đám họ sẽ có mấy người da trắng huýt sáo về phía chiếc Việt dã của Tiêu Chính Văn. Ở đây chỉ có sự hoang dã, hung hãn và cả chém giết. Dù là lúc bình thường, những tên lính đánh thuê lưỡi dao dính máu này vẫn giữ sự cảnh giác cao độ. Ngay khi xe của Tiêu Chính Văn đi ngang qua một quán rượu ở trung tâm thị trấn, 6-7 tên lính đánh thuê mặc đồ rằn di chặn xe của họ lại. Trong đó có một tên lính đánh thuê để râu chĩa đầu súng vào Trần Cương ngồi ở ghế lái, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường. Này, nhìn xem đây chẳng phải là tên họ Trần sao? Không ở các lô làm ông lớn mà chạy đến vùng nông thôn của bọn này làm gì thế? Gã để râu nhận ra Trần Cương. Anh ta cũng không dè dà mà nhảy xuống xe chào tên đó. Trần Cương vỗ vai tên đó nói, tôi đến đây mua ít hàng với vài người bạn, phía trước có nhà nghỉ không? Nhà nghỉ, gã để râu cười gượng lắc đầu nói, mười mấy năm trước có lẽ là có khách sạn cao cấp đấy, nhưng bây giờ nhà nghỉ là thứ xa xỉ với nơi này. Nhìn vài tên lính đánh thuê nhóm lửa sưởi ấm bên đường, gã để râu nhún vai nói. Mấy tên lính đánh thuê khác bao vây lấy chiếc Việt dã, thỉnh thoảng còn lấy tay che ánh sáng để nhìn vào bên trong. Này, hình như trong xe anh có vật nguy hiểm. Một tên lính đánh thuê trẻ tuổi chỉ vào Dương Linh Nhi ngồi hàng ghế sau đùa cợt. Người đó là cô Dương, khách quý của tôi, anh tốt nhất nên nói chuyện nghiêm túc một chút. Sắc mặt Trần Cương trở nên lạnh lùng. Tuyệt đối không thể đối xử với đám lính đánh thuê này như người bình thường. Cho dù hơi do dự hoặc mềm lòng một chút đều có thể bị đám người này cưỡi đầu cưỡi cổ. Đến lúc đó lại gây ra những rắc rối không đáng có, được một mất mười. Nghe tôi nói này, dẫn theo cô gái xinh đẹp như thế trên xe thì tốt nhất đừng đi vào trong thị trấn, tôi nghĩ chắc anh cũng biết trong đó có cả đám háo sắc. Toàn là những người nham hiểm, có thể sẽ không khách sáo giống tôi đâu. Chương 1520 gã để râu cũng nhìn thấy vẻ ngoài của Dương Linh Nhi qua cửa sổ xe nên có ý tốt nhắc nhở. Mấy tên lính đánh thuê mà hắn nói đều là những tên cặn bã nổi danh ở địa phương. Chúng không chỉ giết người mà hầu như làm tất cả những việc vô lương tâm, càng sẽ tán tận lương tâm với một cô gái trẻ đẹp như vậy. Tôi nghĩ không nơi nào an toàn hơn trong quán rượu này. Gã để râu thuận tay chỉ vào một quán rượu bên cạnh. Lúc này quán rượu đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng vang lên tiếng ồn ào. Trong tiếng ồn ào này, Trần Cương không khó để đoán được chắc chắn có người đang đánh bài ở bên trong. Đánh bài ở đây khác hẳn với những nơi khác. Lính đánh thuê không chơi poker, cũng không thèm sử dụng thiết bị đánh bạc. Thứ đem ra cược duy nhất của họ là súng. Cò quay Nga là trò chơi được mọi người ở đây rất yêu thích. Đặt cược toàn bộ tiền bạc và mạng sống của mình, khoảnh khắc bóp cò súng là khoảnh khắc cảm giác kích thích bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, do đó mới có thể khiến đám lính đánh thuê này sôi sục nhiệt huyết.
Trần Cương không dám tự mình quyết định mà quay vào xe bàn bạc với Tiêu Chính Văn một hồi, sau đó mọi người đi vào quán rượu. Ngay lúc Dương Linh Nhi bước xuống xe, xung quanh vang lên một loạt tiếng huýt sáo, lẫn trong đó còn có tiếng hét hú. Nhưng dường như đám người này rất sợ Trần Cương chỉ liếc mắt một cái, đám lính đánh thuê đều quay đầu đi nơi khác. Anh Tiêu, mời, Trần Cương vừa nói vừa đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn đẩy cánh cửa gỗ quán rượu ra. Lúc này quả thật là có hai người đang đánh bài, khi một người trong đó để họng súng vào thái dương của mình, hắn ta chẳng để lộ ra vẻ mặt gì cả. Bộp, một tiếng động vang lên, người đó nở nụ cười rồi đưa súng cho một tên lính đánh thuê da trắng phía đối diện. Tiêu Chính Văn chỉ đảo mắt nhìn hai người kia rồi ngồi xuống một góc cách đó không xa. Mọi người chỉ tùy ý ăn chút đồ ăn vặt, vừa uống bia vừa bàn xem nên thăm dò tin tức thế nào. Ngay lúc này, cửa quán rượu bỗng mở ra. Có lẽ là tiếng động làm ồn đến hai người đang đánh bài, một người đàn ông trong đó giơ súng lên nhắm vào một đôi nam nữ đang bước vào lạnh lùng nói, phắc, bọn mày làm ông đây giật mình. Chương 1521 lúc người đó vừa giơ súng lên, người phụ nữ trẻ mặc bộ đồ săn đó bỗng vung tay, thanh kiếm sắc nhọn bay ra từ trong tay cô ta. Phụt, một âm thanh trầm đục vang lên, cánh tay của người cầm súng đó bị đứt. Soạt, cùng lúc cánh tay tên lính đánh thuê đó bị đứt, có mấy chục bóng người hung hãn trong quán rượu lập tức đứng dậy. Quán rượu ở nơi này hoàn toàn khác với những quán ở thế giới hòa bình. Trong mắt đám người này chưa bao giờ xuất hiện hai chữ sợ hãi. Mấy chục ánh mắt lạnh như băng bắn về phía người phụ nữ trẻ. Tốt nhất các vị nên ngồi xuống, nếu không tôi sẽ biến mọi người thành xác chết. Người đàn ông trẻ đi cùng với người phụ nữ kỳ dị nói. Đồng thời một tay sờ con dao ngắn trong áo. Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Chính Văn không khỏi sửng sốt. Giọng nói này nghe cực kỳ quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời anh không thể nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn đôi nam nữ đứng ở cửa, lúc nhìn thấy rõ mặt mũi của hai người đó, anh không khỏi sửng sốt. Sao lại là cô ta? Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Nhưng khi anh định quay đầu đi, ánh mắt người phụ nữ đó vừa lúc chạm phải ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, giọng người phụ nữ đó không lớn nhưng bây giờ cả quán rượu đều rất im ắng. Thế nên giọng cô ta truyền đến tai mọi người rất rõ. Nghe đến tên Tiêu Chính Văn, người đàn ông đó cũng rời tầm mắt nhìn sang. Lúc này bầu không khí trong quán rượu càng thêm quỷ dị. Đám lính đánh thuê đều nhìn chằm chằm vào đám người Tiêu Chính Văn và đôi nam nữ. Quán rượu bỗng trở thành tình thế ba bên đối chọi nhau. Anh Tiêu, anh quen người phụ nữ này à? Trần Cương nhỏ giọng hỏi. Bị mấy chục lính đánh thuê cùng lúc đối chọi, đây không phải là trò đùa. Mặc dù anh ta có lòng tin với Tiêu Chính Văn, đừng nói là mấy chục, dù có mấy trăm người, chúng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Chương 1522 giết chúng thì dễ nhưng nguồn tin sẽ bị đứt đoạn. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, không biết là trùng hợp hay và sự sắp đặt của số mệnh nữa đây. Người phụ nữ quay đầu lại nở nụ cười quyến rũ nhìn Tiêu Chính Văn. Nhưng nụ cười giống thiên sứ đó lại khiến người khác không thể tin được nó lại xuất hiện trên gương mặt của người phụ nữ hung hãn đã cắt đứt một cánh tay của người khác. Chắc là chúng ta đến đây vì chung một mục đích nhỉ? Tiêu Chính Văn cười nói. Chung mục đích hư, anh biết tôi đến vì cái gì sao? Thái độ của người phụ nữ đó với Tiêu Chính Văn rõ ràng ấm áp nhưng lại lạnh như băng với người khác. Chắc chắn trong đó có vấn đề. Trán Trần Cương cũng toát mồ hôi, anh ta chỉ mong Tiêu Chính Văn đừng nhúng tay vào tranh chấp của đám lính đánh thuê với người phụ nữ này. Xoẹt, ngay khi một tên lính đánh thuê không biết thức thời đưa tay đến thắt lưng thì một mũi tên khác bắn đến. Phụt, âm thanh trầm đục vang lên, tên lính đánh thuê đó ngã xuống. Tốt nhất các người nên để tay ở nơi tôi có thể nhìn thấy, nếu không sẽ phải chết. Người phụ nữ đó lạnh lùng nói, gương mặt không có chút cảm xúc. Đám lính đánh thuê đang có mặt đều bị động tác chém giết quyết đoán của cô gái trẻ dọa sợ. Dù bọn họ dũng mãnh không sợ chết thì cũng không muốn chết một cách không rõ ràng. Nguyệt Ảnh, cô lúc nào cũng kích động như thế, không phải Thượng Sam đã yêu cầu chúng ta, Thượng Sam. Đừng nhắc đến người này ở trước mặt tôi. Cô gái trẻ nói xong thì tự tin bước thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng,
mỗi một bước chân của cô ta đều mang đến cho người khác một loại cảm giác áp bức không tên. Dương Linh Nhi nhíu mày nhìn cô gái trẻ, vô thức túm lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn. Người phụ nữ này, hình như hơi, đáng sợ, đúng không? Chương 1523 Tiêu Chính Văn khẽ cười, không chút kiêng nể gì, hỏi với chất giọng như bình thường. Dương Linh Nhi muốn gật đầu, thế nhưng lại lắc lắc đầu. Loại cảm giác này, cô ta không nói nên lời. Tóm lại, cô gái này khiến người ta rất không thoải mái. Đã gặp gỡ ở đây mà không ra nói chuyện vài câu à? Đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Ảnh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn, trên mặt nở nụ cười tươi. Tiêu Chính Văn cười gượng, nói với mọi người, mấy người cứ ngồi ở đây một lát trước đã, yên tâm, tên nam không ra nam nữ không ra nữ kia sẽ bảo đảm cho sự an toàn của mọi người. Dứt lời, Tiêu Chính Văn còn cố ý chỉ vào nam thanh niên bên cạnh. Anh, nam thanh niên đó nghiến răng trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng sau khi cô gái trẻ liếc mắt nhìn qua thì hắn chỉ đành ngậm miệng. Chỉ là ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn rất không thân thiện. Tiêu Chính Văn và Nguyệt Ảnh kẻ trước người sau, bước ra khỏi quán rượu. Lúc này, 6, 7 tên lính đánh thuê trước cửa đều đã biến thành 6, 7 cái xác, đang nằm ngổn ngang bên cạnh một chiếc xe Việt dã màu đen. Tinh khí của cô vẫn không đổi, những người này không thù không oán gì với cô, hà tất gì phải giết bọn họ chứ? Tiêu Chính Văn liếc nhìn gã để dâu vừa nãy trò chuyện với Trần Cương. Trên người gã chỉ có đúng một nhát kiếm, hơn nữa lại rất nông. Thế nhưng nhiều đây cũng đủ để kết liễu cuộc đời gã. Nguyệt Ảnh một trong ba sát thủ lừng danh nước Vi Hào. Nghe nói nhiều năm trước đã đột phá cảnh giới thiên vương. Mà khi đó, Tiêu Chính Văn mới chỉ có thực lực chủ soái thiên cấp 4 sao. Hai người họ gặp gỡ nhau nhờ một lần hành động hộ tống. Thế nhưng lần đó, Tiêu Chính Văn và cô ta chỉ đi lướt qua vai nhau chứ chưa thật sự mạnh mẽ ra tay. Còn Tiêu Chính Văn đã thuận lợi hộ tống được một nhân vật quan trọng trở về Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn năm đó trẻ hơn rất nhiều so với bây giờ, cũng từng nảy sinh chút thiện cảm với người phụ nữ trước mắt này. Có điều vào lần gặp lại một năm sau, khi Tiêu Chính Văn tận mắt nhìn thấy người phụ nữ này giết hết toàn bộ mấy chục gã đàn ông nước Hùng ở trong một khe núi ở biên giới thì cách nhìn về người phụ nữ này đã thay đổi 180 độ. Cũng vào lúc đó, anh mới biết được tên của người phụ nữ này là Nguyệt Ảnh. Chương 1524 đồng thời cô ta cũng có một bí danh rất hay là rắn lục xanh. Nói đi, rốt cuộc anh tới nơi này để làm gì? Nguyệt Ảnh quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, đồng thời cũng đánh giá cảnh giới thực lực của anh. Lúc này, thoạt nhìn Tiêu Chính Văn quả thực chẳng có khác biệt gì so với người bình thường. Hơi thở trên người đã hoàn toàn được giấu đi. Chỉ cần anh không ra tay, dù có là cường giả ở cảnh giới thiên thần thì cũng rất khó dò xét ra được. Tìm một người tên là Lục Hoài Viễn, cô thì sao? Tiêu Chính Văn bình thản nói. Tôi chỉ có thể nói với anh, tôi không đến để giết người. Nhưng người mà anh muốn tìm, tốt nhất là đừng tìm tiếp nữa, anh không cứu được ông ta đâu. Năm đó không thể, bây giờ, e là càng không thể. Nguyệt Ảnh lạnh lùng nói. Mặc dù trong giọng điệu của cô ta không có một chút tình cảm nào, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn có thể nghe ra cô ta không hy vọng nhìn thấy anh phải chết. Một người bình thường thì cứu kiểu gì? Tôi phải cho quốc gia một câu trả lời, có điều, người Vi Hào bọn cô cũng tham gia vào vụ bắt cóc này sao? Tiêu Chính Văn hiếu kỳ hỏi. Địa vị của Nguyệt Ảnh ở Vi Hào tuyệt đối không hề thấp, ít nhất có lẽ cũng là nhân vật cấp cao ở trong thế giới ngầm. Thầy của tôi có giao dịch với mấy gia tộc ở Âu Lục, tôi chỉ thay mặt ông ấy tới để đàm phán trước, tôi cũng đã nghe nói tới người mà anh nhắc đến, hiện giờ người này được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Có một cao thủ ở cảnh giới thiên vương 3 sao đang trông giữ ông ta 24 giờ. Anh hoàn toàn không có cách nào tiếp cận được, dù có là tôi, muốn cứu ông ta thì cũng vô cùng chật vật. Nguyệt Ảnh vô cùng tự tin về thực lực của mình. Ở trong giới ám sát, có rất ít người có thực lực ở cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao giống như cô ta. Vì thế, cô ta có tư cách nói ra những lời này. Đồng thời cũng có năng lực để Tiêu Chính Văn tin rằng chỉ có từ bỏ mới là lựa chọn tốt nhất của Tiêu Chính Văn. Thật sao, Tiêu Chính Văn cười nhạt, dựa vào chiếc xe Việt dã bên cạnh, khẽ cười nói có phải người của gia tộc Azer Lan Chi nhốt ông ta lại không? Nguyệt Ảnh quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, nói, không sai.
Nếu như anh đã biết chuyện này có quan hệ với gia tộc Azor Lan Chi thì tốt nhất đừng nhúng tay vào, quay về đi, bảo bọn họ cử người khác qua đi. Chương 1525 vừa mới vài ngày trước, Charlie bị giết, điều này đã khiến cho gia tộc này hoàn toàn phẫn nộ. Ngoài ra, gia tộc Russell Rowland cũng đã cùng tham gia. Lần này, bọn họ không chỉ muốn giết Lục Hoài Viễn mà còn muốn xử lý cả người đã giết Charlie. Nói một cách chính xác thì bọn họ đang bày bố cục diện, một thế cục cực lớn. Ở trong cục diện này không liên quan gì tới anh, rời khỏi nơi này đi. Nguyệt Ảnh nghiêm túc nói. Rời đi ư, nếu như tôi nói Charlie chết trong tay tôi thì sao? Cục diện này e rằng có liên quan tới tôi rồi nhỉ? Tiêu Chính Văn khẽ cười nói. Cái gì? Câu nói này của Tiêu Chính Văn khiến Nguyệt Ảnh vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chính Văn đã giết Charlie sao? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Một năm trước, cô ta đã từng gặp Tiêu Chính Văn. Khi đó Tiêu Chính Văn mới chỉ ở cảnh giới Long Soái năm sao. Charlie thì sao? Cường giả ở cảnh giới Thiên Vương Địa cấp 3 sao, tuyệt đối không phải là người mà Tiêu Chính Văn có thể tùy tiện khiêu chiến. Hơn nữa, gia tộc Azor Lan Chi phẫn nộ như vậy là bởi vì bọn họ đã không còn kim sư giáp trong tay. Đó là biểu tượng của gia tộc bọn họ. Người Hoa Quốc đó không chỉ giết Charlie mà còn chiếm đoạt kim sư giáp, điều này đồng nghĩa với việc khiêu chiến với gia tộc Azor Lan Chi. Tiêu Chính Văn, những lời này không thể nói linh tinh, anh có biết gia tộc Azor Lan Chi có tầm ảnh hưởng như thế nào không? Ngay cả sư phụ của tôi cũng bị kinh động rồi, chuyện này đã kinh động tới toàn Âu Lục. Nguyệt Ảnh lo lắng nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bình thản bật cười, nói chúng ta là thù cũng vừa là bạn, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không chỉ mới một hai ngày, có lẽ cô cũng hiểu con người tôi, động đến người của Hoa Quốc thì chắc chắn phải chết. Bất luận là ai cũng đều không có mặt mũi gì để nói chuyện với tôi. Charlie công khai ám sát Từ Kiêu Long, điều này đã khiêu khích tới giới hạn của Hoa Quốc. Gia tộc Azor Lan Chi thì đã sao? Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời. Sắc mặt của Nguyệt Ảnh lập tức biến đổi. Anh, chưa nói hết câu, Nguyệt Ảnh đã phóng ra một mũi tên cầm tay. Vút. Chương 1526 một tia sáng màu bạc lao thẳng về phía trán của Tiêu Chính Văn. Bộp, Tiêu Chính Văn giơ hai ngón tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy mũi tên. Cảnh giới Thiên Vương cấp Thiên 4 sao. Trong khoảnh khắc Tiêu Chính Văn ra tay, Nguyệt Ảnh cảm nhận được uy lực rất đáng sợ. Đây là sức mạnh mà chỉ Thiên Vương cấp Thiên 4 sao mới có. Thực lực khủng khiếp như vậy quả thực khiến Nguyệt Ảnh thầm kinh ngạc. Trước đây, ở trước mặt cô ta, Tiêu Chính Văn chỉ là một cậu em trai. Hoặc là, ấn tượng của Nguyệt Ảnh về Tiêu Chính Văn vẫn luôn rất tốt, vậy nên trong quá trình hộ tống nhân vật quan trọng của Hoa Quốc lần đó, cô ta mới không ra tay với Tiêu Chính Văn. Thế nhưng Tiêu Chính Văn trước mắt lại khiến cô ta cảm thấy hơi kiêng sợ. Hóa ra là anh thật. Tốc độ tiến bộ của anh khiến tôi hơi ngạc nhiên. Nguyệt Ảnh cố gắng giữ cho ngữ khí của mình được bình tĩnh, thế nhưng vẫn lộ ra đôi chút kinh ngạc. Những thứ này để sau hãng nói, cô đã gặp người tên là Lục Hoài Viễn chưa? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu hỏi. Nguyệt Ảnh khẽ gật đầu nói, đương nhiên đã từng gặp, nếu chuyện này không liên quan đến anh thì có sẽ tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết, người này có cứu hay không cũng không còn ý nghĩa gì lớn nữa. Tiêu Chính Văn nghe vậy hơi nhíu mày hỏi, ý của cô là gì? Lẽ nào, ông ta chết rồi sao? Không, Lục Hoài Viễn vẫn chưa chết, chỉ là người này đã phản bội Hoa Quốc, bây giờ ông ta đã khách quý của gia tộc Azor Lan Chi, hơn nữa, tin tức ông ta bị bắt cóc cũng là giả. Ban đầu, đám người này chỉ muốn thông qua chuyện ông ta bị bắt cóc để uy hiếp Hoa Quốc. Nhưng bây giờ người này không chỉ trở thành thẻ bài, mà còn trở thành miếng mồi nhử. Hả? Tiêu Chính Văn không ngờ sẽ có được nhiều thông tin nội bộ như vậy. Lục Hoài Viễn phản bội sao? Nguyệt Ảnh, chúng ta quen nhau 3 năm rồi, tôi tự nhủ, giữa chúng ta không có mâu thuẫn gì, và lại còn có thể coi là bạn. Cô vừa nói Lục Hoài Viễn đã phản bội Hoa Quốc, rốt cuộc là thật hay giả? Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Đó là sự thật, anh không tin cũng được, chúng ta cùng bình tĩnh chờ xem. Đêm nay, có khả năng anh sẽ nhìn thấy Lục Hoài Viễn. Nguyệt Ảnh tự tin nói. Cô có ý gì? Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày. Đêm nay, lúc 1 giờ sáng, đại diện của gia tộc Azor Lan Chi và Lục Hoài Viễn sẽ đích thân đến Memphis để gặp mặt một số ông trùm dầu mỏ và người của gia tộc Russell Rowland.
Những điều tôi nói có đúng hay không, anh cứ đợi thì biết. Dứt lời Nguyệt Ảnh quay người đi về phía quán rượu. Chương 1527 ban đầu, cô ta định thuyết phục Tiêu Chính Văn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ, cho dù Tiêu Chính Văn có chạy đi đâu thì cũng sẽ bị người của gia tộc Azer Lan Chi tìm ra. Đối mặt với sự sống chết tốt hơn việc trốn tránh nó. Tiêu Chính Văn nhìn theo bóng lưng của Nguyệt Ảnh, trầm ngâm một lát rồi lên xe, cầm điện thoại vệ tinh gọi cho Tần Vũ. Cậu Tiêu, tình hình thế nào rồi? Tần Vũ sốt sắng hỏi. Lục Hoài Viễn đã phản bội đất nước rồi, chuyện này anh không biết thật sao? Giọng của Tiêu Chính Văn hơi lạnh lùng. Chuyện này, cậu Tiêu, thực ra chuyện này rất phức tạp, sở dĩ thiên tử muốn tôi đích thân đi hoặc là để cậu đi là bởi vì Lục Hoài Viễn không chỉ là một thương nhân bình thường. Ông ta là gián điệp thương mại của Hắc Băng Đài chúng tôi. Người này có phản bội đất nước hay không thì còn phải xác nhận lại. Nếu ông ta thật sự quên đi tổ tiên của mình thì cứ để xác của ông ta ở lại nước ngoài đi. Tần Vũ trầm giọng nói. Có một số chuyện Tần Vũ rất khó nói trước mặt thiên tử, nhưng lúc này cũng không cần giấu giếm làm gì nữa. Tình báo chiến tranh thường xuyên như vậy. Gián điệp của mình, người khác cũng có thể sử dụng. Nhưng phải xem lòng người đó đặt ở bên nào. Tiêu Chính Văn trầm mặc hồi lâu, rồi cúp điện thoại. Nếu đúng như Nguyệt Ảnh nói thì tính mạng của mấy người Trần Cương và Dương Linh Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Điều đáng sợ không phải là đối thủ mạnh, mà là bọn họ đang cứu một kẻ phản bội. Một sai lầm nhỏ cũng đủ để giết chết cả ba người bọn họ. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn vội vàng gọi cho Trần Cương. Anh Tiêu, bây giờ nghe tôi nói, ba người các cậu lập tức rời khỏi quán rượu, trở về xe. Nếu có thể nhanh chóng trở về các lô thì hãy về các lô. Nếu không được thì cũng phải rời khỏi Memphis. Nếu không, đêm nay, các cậu đều sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Chính Văn mới nói được một nửa thì một giọng nói quen thuộc đã truyền đến từ đầu bên kia. Ồ, đây chẳng phải là con chó của nhà chúng ta sao? Chương 1528 ngay sau đó là tiếng chén, đĩa vỡ vụn, điện thoại bị cưỡng chế cúp máy. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân dồn dập ở phía cửa sau quán rượu. Tiêu Chính Văn tập trung quan sát, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc lễ phục giáo hội, đi theo sau vài người đàn ông mặc vest, nhanh chóng bước vào quán rượu. Không hay rồi, Tiêu Chính Văn vội vàng đặt điện thoại vệ tinh trong tay xuống, lao vào quán rượu. Lúc này, Thira và một người đàn ông da trắng đang vây quanh trước bàn của Trần Cương. Thira, giữa tao và mày đã không còn quan hệ gì, hơn nữa tao đã xin từ chức với bố mày rồi. Mày mãn nguyện rồi chứ? Trần Cương ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Thira. Ha ha, Thira lắc nhẹ ngón tay nói, Trần Cương, tao thấy hình như mày quên mất một chuyện rồi, cái tát mày đã đánh tao thì tính thế nào đây? Vừa nói, Thira vừa liếc nhìn ba người trước bàn, ánh mắt dừng lại trên người Dương Linh Nhi thêm vài giây. Dương Linh Nhi vô cùng khó chịu với loại ánh mắt thèm khát đó. Nhưng lúc này trong quán rượu, bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Không chỉ đám lính đánh thuê mà ngay cả Dương Linh Nhi cũng cảm nhận được hơi thở của cái chết đang cận kề. Tao có thể xin lỗi mày, rồi mày để mấy người bạn của tao đi có được không? Trần Cương vừa nói vừa chậm rãi đứng lên. Ha ha ha, nghe thấy vậy, Thira bật cười ha hả, những mấy người đàn ông da trắng phía sau, nói các người nghe rõ hắn nói gì không? Thả bạn của hắn đi ư. Hai, Trần Cương à, đừng nói đến chuyện chúng ta có thù. Cho dù không có thù hận gì thì hôm nay ai trong số chúng mày cũng không thể rời đi. Nói xong, hắn nháy mắt ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh. Lúc này, trên tay người đàn ông đang cầm một con dao găm đẫm máu. Ánh mắt hắn lạnh như băng, vẻ mặt vô cảm nhìn Trần Cương. Ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay thì một viên đá bắn trúng con dao găm của hắn. Keng, một tiếng động vang lên. Người đàn ông kia chỉ cảm thấy con dao găm trong tay như đâm trúng một ngọn núi nhỏ, lập tức bay ra khỏi tay. Ai nói hôm nay không ai trong chúng tôi có thể rời đi? Đừng khoác lác thế chứ. Chương 1529 Tiêu Chính Văn chậm chậm bước vào, ra hiệu cho đám người Trần Cương, xe ở bên ngoài, các cậu đi đi. Anh Tiêu, tôi, đừng phí lời nữa, mau đi đi. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày. Sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người đàn ông da trắng và gã đàn ông trung niên mặc lễ phục giáo hội. Mày là ai? Thira còn chưa kịp lên tiếng,
thì một người thanh niên mặc vest hàng hiệu đã bước lên, nhìn Tiêu Chính Văn hết lượt này đến lượt khác. Lúc này, đám lính đánh thuê trong quán rượu cũng lấy vũ khí ra. Lời Thira nói lúc nãy đã khiến bọn họ không còn hy vọng gì nữa. Những người này đa phần là muốn giết chết bọn họ. Mà nguyên nhân đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi tên là Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bình tĩnh đáp. Tiêu Chính Văn, người thanh niên trẻ kia khẽ nhíu mày, hai mắt chợt sáng lên, kinh ngạc nói, mày là người đã giết Charlie sao? Có thể coi là vậy, ai bảo hắn không ngoan ngoãn ở nhà, lại cứ thích ra ngoài gây chuyện, đương nhiên chỉ có con đường chết thôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Vẻ mặt của người thanh niên chợt trở nên lạnh lùng, nhìn đám người Trần Cương ra khỏi quán rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ giễu cợt. Tiêu Chính Văn, vốn dĩ bọn tao đang muốn đi tìm mày, không ngờ mày lại tự tìm đến cửa, vậy thì không thể trách bọn tao được rồi. Thanh niên này tên là Jason, một trong số những người đại diện được gia tộc Azor Lan Chi cử tới lần này. Các gia tộc chọn địa điểm hội nghị tại Memphis là bởi muốn tiện tay trừ khử hết toàn bộ lính đánh thuê ở nơi này và đổi thành người của bọn chúng. Sau đó bầy bố thiên la địa võng ở đây, bình tĩnh chờ đợi Tiêu Chính Văn đến. Cho dù Hoa Quốc không cử Tiêu Chính Văn đến thì bọn chúng cũng sẽ ép buộc Hoa Quốc giao nộp Tiêu Chính Văn. Chỉ là không ngờ được rằng Tiêu Chính Văn lại tới Memphis cùng bọn chúng, hơn nữa còn ở trong cùng một quán rượu. Những người còn lại rõ ràng đã mất đi giá trị. Thậm chí Jason còn thả cho toàn bộ mấy người Trần Cương chạy thoát. Chương 1530 không phải hắn nhân từ mà là mấy người Trần Cương và Dương Linh Nhi chưa đến được các lô thì sẽ bị sát thủ mai phục sẵn dọc đường giết sạch hết. Jason đương nhiên sẽ chẳng quan tâm đến một người sắp chết làm gì. Ồ, nói như vậy thì có lẽ mày là người của gia tộc Azor Lan Chi. Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Đương nhiên, tao tên là Jason. Mày nên nhớ cho kỹ tên của tao đấy. Mấy gã đàn ông da trắng đứng sau lưng Jason đồng loạt đứng dẹp sang hai bên, một người đàn ông da trắng có thân hình cao lớn và một người đàn ông mặc lễ phục giáo hội chậm rãi bước tới ngay sau lưng Jason. Bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng của mày ở trên cõi đời này. Dứt lời, Jason phất tay với hai người sau lưng. Hai cường giả ở cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao cùng lúc xuất hiện, đối với Tiêu Chính Văn mà nói. Đây có thể coi là cục diện chỉ còn con đường chết. Hai người này, một người là Emmanuel, một trong số các giáo chủ của giáo đình, một người là Capua, tên tay sai chủ lực của gia tộc Azor Lan Chi. Hai tên này không nổi tiếng ở Âu Lục lắm, nhưng đều là những kẻ có thực lực thật sự. Đặc biệt là Emmanuel, hắn được coi là một trong 10 thiên vương ghê gớm của Âu Lục, đương nhiên sẽ không phải là dạng thường. Tiêu Chính Văn, mày không nên giết chết Charlie và chiếm đoạt kim sư giáp. Hơn nữa còn công khai tuyên chiến với gia tộc Azor Lan Chi. Trước đó, Tiêu Chính Văn bảo người chuyển lời chẳng khác gì một bức thư khiêu chiến. Gia tộc Azor Lan Chi không chỉ cử cao thủ trong gia tộc mình mà còn phát động cả giáo đình ra tay. Lần này, xem ra cục diện trừ khử Tiêu Chính Văn đã được an bài ổn thỏa. Thira chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn, nói với Jason. Tên này không chỉ giết Charlie mà còn giết người ở các lô nữa, hắn đã giết chết Mayer. Giết hắn xong thì nước Lý sẽ không nhúng tay vào nữa mà chỉ đứng ngoài xem cuộc vui thôi. Thira vừa dứt lời, vô số âm thanh xé toang không khí đột nhiên vang lên, ngay sau đó là tiếng bàn ghế va đập vào nhau, mấy chục tên lính đánh thuê gần như đều chết trong tay Capua chỉ trong nháy mắt. Capua nắm lấy con dao đang nhỏ máu trong tay, gương mặt nở một nụ cười thâm độc, nói, nước Lý. Hừ, sẽ không một ai biết được rốt cuộc hắn chết ở nơi nào và bị ai giết chết. Capua nói, mũi chân chạm đất rồi xông về phía Tiêu Chính Văn. Cùng lúc này, một cơ thể xinh đẹp lập tức đứng chắn ngay trước người Tiêu Chính Văn. Chương 1531 ánh mắt Nguyệt Ảnh lạnh lùng nhìn về phía hai người Capua và Emmanuel. Hôm nay chúng tôi đến không phải để giết người, anh Tiêu vẫn luôn là bạn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không can dự vào trong ân oán giữa gia tộc Azor Lan Chi và anh Tiêu. Ra tay với ai là quyền tự do của mấy người, nhưng mấy người không thể gây bất lợi cho anh Tiêu ở trước mặt chúng tôi. Giọng điệu Nguyệt Ảnh hết sức kiên định. Đồng thời, cậu thanh niên quái gở kia cũng rút ra một con dao dài, chừng hai mắt nhìn vào Emmanuel. Nguyệt Ảnh, cô đừng quên, sư phụ cô cử cô tới là vì chuyện hợp tác với chúng tôi chứ không phải làm hòn đá ngáng chân chúng tôi. Jason thấy Nguyệt Ảnh đứng ra thì lập tức nổi giận.
hắn không thể ngờ được rằng sứ giả mà nước Phi Hào cử tới lại đứng ra bảo vệ cho Tiêu Chính Văn. Nguyệt Ảnh, đừng tự làm khó mình, mấy người không tham gia vào là tôi đã cảm kích lắm rồi. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói. Tôi không chỉ không cho phép hắn giết anh mà anh cũng đừng nghĩ đến chuyện giết hắn. Nguyệt Ảnh quay đầu lại, liếc nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt sắc lạnh. Cái gì? Hai mắt Jason đã đỏ ngầu, Tiêu Chính Văn chỉ có một thân một mình, đối diện với hai kẻ địch mạnh thì hắn có thể giết được ai cơ chứ? Đối với Tiêu Chính Văn mà nói, giữ được tính mạng đã là mơ tưởng viển vông rồi. Mong cô tự nhìn lại thân phận của mình, Đông Hoàng cũng không dám nói ra những lời lẽ điên cuồng như vậy với người của gia tộc Azor Lanchi đâu. Jason gần như nổi điên. Trong từ điển của gia tộc Azor Lanchi chưa từng có hai chữ thất bại. Huống hồ, chỉ xét riêng thế lực gia tộc, những gia tộc danh tiếng lâu năm giống như bọn chúng chưa từng coi mấy môn phái ở phương Đông ra gì. Dù là mấy người Đông Hoàng có quan hệ mật thiết thì chẳng qua cũng chỉ là tay sai của bọn chúng mà thôi. Bây giờ một kẻ thấp bé lại dám chạy tới trước mặt chủ nhân ăn nói hàm hồ, rõ ràng không biết trời cao đất dày ra sao. Nếu mấy người muốn chết, vậy thì để tôi tiễn mấy người. Emmanuel cầm một thanh kiếm, tiến lên trước một bước, nói với vẻ mặt lạnh tanh. Cùng lúc này, Capo cũng cố thủ tại vị trí cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn người thanh niên trẻ. Chương 1532 mấy người, muốn ra tay với chúng tôi ư? Nguyệt Ảnh hơi kinh ngạc nhìn mấy người Jason. Chuyện hợp tác giữa Đông Hoàng và gia tộc Âu Lục đã kéo dài mười mấy năm nay. Hai bên vẫn luôn giữ mối quan hệ bình đẳng. Hơn nữa, bản thân Đông Hoàng cũng có một thân phận vô cùng cơ mật, mấy gia tộc ở Âu Lục này không thể nào không biết. Nguyệt Ảnh, đừng phí lời với bọn chúng, muốn đối thoại với mấy người này thì chỉ có thể dùng đao kiếm mà thôi. Cậu thanh niên kỳ quái lập tức cầm lấy con dao trong tay, sát khí khắp người cứ thế bùng phát. Đừng thấy người này thường ngày nam không ra nam nữ không ra nữ, cách nói chuyện thì quái gở mà lầm, thực lực của hắn tuyệt đối không yếu kém, ít nhất cũng ở cảnh giới bán bộ thiên vương thiên cấp 4 sao. Còn mạnh hơn một bậc so với Nguyệt Ảnh. Thương Nguyệt, Nguyệt Ảnh khẽ nhíu mày, vì bảo vệ cho Tiêu Chính Văn mà lật mặt với gia tộc Azor Lanchi, điều này liệu có làm trái ý của Đông Hoàng hay không? Lỡ như Đông Hoàng trách tội thì sẽ không đơn giản chỉ là của mắng vài câu. Hừ, hai người cho rằng về phe Tiêu Chính Văn là có thể, hắn vẫn còn chưa nói hết câu, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, rất nhiều chiếc xe đang đỗ phía cửa chính và cửa sau đều lần lượt phát nổ. Trong nháy mắt, ánh lửa ngùn ngụt khắp không gian. Ai, Capua là người đầu tiên đẩy cửa bước ra khỏi quán rượu, thế nhưng trước mắt chỉ là một mảng tối đen. Tiêu Chính Văn cũng âm thầm cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ nên khẽ nhíu mày. Không hay rồi, dường như cục diện đang rối loạn, bọ ngựa bắt phe sầu, chim sẻ lại rình sau lưng. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa cầm lấy con dao quân đội năm cạnh trong lòng bàn tay, ánh mắt cảnh giác nhìn ra bên ngoài bóng đêm. Một thằng danh con của gia tộc Azor Lanchi mà cũng dám dở thói ngang ngược trên đất của thần minh. Giọng nói này giống như truyền tới từ 9 tầng mây. Chấn động tới mức hai tai của mọi người đều kêu ong ong. Mấy tên vệ sĩ có thực lực hơi yếu thậm chí còn bị giọng nói này dọa sợ tới mức chết ngay tại chỗ. Dù là tai của Capua thì máu cũng đang chảy từ bên trong ra. Chương 1533 tất cả những chuyện này đến quá đột ngột, khiến Jason không khỏi kinh ngạc. Các nước phi lục vẫn luôn thuộc sự kiểm soát của các gia tộc Âu Lục, điều này đã không còn là bí mật từ lâu. Quá rõ ràng. Bất luận người tới là ai thì cũng đang nhắm vào gia tộc Azor Lanchi. Lẽ nào các hạ không dám xuất hiện sao? Emmanuel lạnh lùng lên tiếng. Thực lực của đối phương quả thực rất mạnh, thế nhưng cũng không phải là cường giả ở cảnh giới thiên thần. Cuối cùng ai thắng ai thua, vẫn chưa ai có thể biết chắc. Đúng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên đáp xuống từ trên trời. Hai người mặc áo dài màu đen, cầm theo cây gậy trong tay. Chậm rãi bước về phía quán rượu nhỏ. Phác, là chủ tế của nước Lý. Capo lo lắng nhìn về phía hai người trước cửa. Đồng thời, hắn cũng liếc mắt quan sát Emmanuel. Hai người này tuyệt đối không phải đến vì gia tộc Azor Lanchi mà là vì giáo đình. Sandos, hóa ra là ông, đồng tử của Emmanuel hơi co rút lại, miệng vô thứ hô lên cái tên này. Chương 1534 cuộc quyết đấu giữa ba bên biến thành cuộc đối đầu bốn bên,
Trong mắt Immanuel lộ ra vẻ không cam tâm. Giết chết mấy người Tiêu Chính Văn và Nguyệt Ảnh đã là chuyện không phải bàn cãi. Thế nhưng chủ tế nước Lý nhúng tay vào, sự việc sẽ bị xé toang ra một cách triệt để. Nếu ra tay trong tình cảnh này, thì không đảm bảo được việc đại chủ tế của nước Lý liệu có nhúng tay vào hay không. Trong 10 đại chủ tế có ai không phải là cường giả ở cảnh giới thiên thần? Bất cứ người nào đứng ra cũng có thể khiến cho mấy người bọn họ trở thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Mấy người là ai? Chuyện của gia tộc Azer Lan Chi chúng tôi mà mấy người cũng, Jason phẫn nộ nói. Cậu chủ Jason, không đợi Jason nói xong, Immanuel đã vội vàng ngắt lời. Tình hình quá phức tạp, lúc này tuyệt đối không thể tùy tiện động đến bất cứ bên nào. Dù là trận quyết chiến với Tiêu Chính Văn cũng buộc phải đợi đến khi giải quyết xong xuôi rắc rối trước mắt thì mới có thể tiếp tục ra tay. Immanuel, anh có ý gì? Jason rõ ràng vẫn chưa nhận thức được tình hình lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Từ trận quyết đấu đôi bên khi trước trở thành thế đối đầu ba bên. Mà ban nãy bọn chúng lại vừa lật mặt với hai người Nguyệt Ảnh và Thương Nguyệt, cũng có thể nói rằng, lúc này bọn chúng đã hoàn toàn không còn ưu thế nữa, trở thành 2-5. Thế cục chuyển biến trong nháy mắt, Immanuel cũng không thể lường trước được. Jason, nếu gia tộc Azer Lan Chi đều là loại vô dụng giống mày thì khoảng cách từ giờ tới lúc gia tộc này diệt vong cũng chẳng còn xa đâu. Tiêu Chính Văn híp mắt khẽ cười, nhìn về phía Jason chế giễu. Capo cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng cũng không dám có bất cứ hành động gì. Bây giờ dù chỉ cử động chút cũng có thể châm ngòi cho cuộc chiến. Mẹ kiếp, Jason vẫn còn chưa nói xong, Immanuel đã tiến lên trước một bước, đối diện với Tiêu Chính Văn và hai vị chủ tế, nói, rốt cuộc mấy người định thế nào? Muốn quyết đấu tới cùng với chúng tôi hay là mọi người cùng nhau vui vẻ xóa bỏ ân oán? Trong lúc Immanuel lên tiếng, một luồng sức mạnh vô cùng lớn lấy Immanuel làm trung tâm đã bao phủ khắp không gian. Không khí xung quanh dường như đều đông cứng lại, lửa cháy bừng bừng bên ngoài quán rượu cũng lập tức tắt ngúm. Xóa bỏ ân oán ư, không gặp được Lục Hoài Viễn thì không một ai trong số mấy người được phép rời đi. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói. Một trong hai chủ tế mặc áo dài đen bình thản lên tiếng, cho mấy người thời gian 3 phút để rời khỏi Memphis, nếu không sẽ giết không tha, đặc biệt là cậu. Một chủ tế trong số đó giơ một ngón tay lên chỉ vào Immanuel. Chủ tế thần minh và giáo đình phương Tây đã có mối hận thù cả mấy nghìn năm nay. Bất luận thời đại có đổi thay ra sao, mối hận thù này cũng vĩnh viễn không thay đổi. Vậy nên, trước khi Immanuel bộc phát sức mạnh của bản thân, chủ tế nước Lý tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Thế nhưng sau khi cảm nhận được hơi thở của thành viên giáo đình, bản chất của sự việc cũng đã thay đổi. Immanuel nghiến răng ken két, một bên Tiêu Chính Văn không cho phép bọn chúng rời đi, lại còn khăng khăng muốn gặp Lục Hoài Viễn. Một bên khác, hai chủ tế lại cho bọn chúng 3 phút để rời đi. Mẹ kiếp, Immanuel quay đầu nhìn về phía Jason, nói, tên họ Lục kia đang ở đâu? Ông ta ở cách đây mấy chục cây số. Nhưng mà, giáo chủ Immanuel, có chuyện này tôi buộc phải nhắc nhở anh, Lục Hoài Viễn là người của gia tộc Azer Lan Chi chúng tôi. Không thể giao cho Tiêu Chính Văn được. Ban nãy Jason vẫn vênh váo cao ngạo muốn giết chết Tiêu Chính Văn ở đây, vậy mà vừa chớp mắt, hắn đã biến thành kẻ đứng trên bờ vực nguy hiểm rồi sao? Tâm trạng Jason lúc này thật sự không có ngôn từ gì có thể miêu tả được. Hơn nữa, Lục Hoài Viễn cũng rất quan trọng đối với gia tộc Azer Lan Chi. Chương 1535 hắn chỉ là đứa con trai nối dõi đời thứ ba, làm gì có quyền lực quyết định sự sống chết của Lục Hoài Viễn chứ? Anh Tiêu, anh cũng nghe thấy rồi đấy, Lục Hoài Viễn không ở nơi này, nếu anh muốn gặp ông ta thì có thể đi theo chúng tôi tới Kaman cách đây mấy chục cây số. Immanuel cố gắng kìm nén ngọn lửa giận trong lồng ngực, nghiến răng nói. Ồ, Lục Hoài Viễn ở Kaman sao? Mấy người muốn tôi cứ quanh quẩn ở Âu Lục mãi à? Tiêu Chính Văn nở nụ cười lạnh lùng. Không dùng con dao tốt nhất thì phung phí của trời quá rồi. Nhờ sự giúp đỡ của hai chủ tế này để diệt trừ Immanuel và Capua và tiện tay bắt sống Jason mới là thượng sách. Đây gọi là không cần đánh cũng khiến quân địch quy phục. Chào hỏi với một gia tộc lớn như Azer Lan Chi, trong tay không có thẻ bài thì chắc chắn không ổn. Nguyệt Ảnh và Thương Nguyệt cũng hiểu ra ý đồ của Tiêu Chính Văn, hai người đồng thời lùi ra sau mấy bước đứng sát bên cạnh Tiêu Chính Văn,
tỏ ý bản thân không có quan hệ gì với gia tộc Azerlanchi. Santos, ông cũng nghe thấy rồi, không phải tôi không muốn đi, mà là, đấy là chuyện của cậu. Giáo đình của mấy người dương cao ngọn cờ từ thiện cả nghìn năm nay, mà lại giết bao nhiêu dân thường chúng tôi. Bao nhiêu tín đồ lương thiện đều đã chết thảm trong tay mấy người. Sự việc đã trôi qua cả nghìn năm, mấy người còn dám đặt chân lên thánh đô của nghìn năm trước, đây là đang xem thường thần minh. Giọng nói của Santos lạnh băng dị thường, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng có thể nghe ra nỗi căm hận thấu xương của ông ta. Không sai, đội quân chữ thập nhiều lần xuất trận, giết người khắp nơi. Mà giáo đình mới chính là kẻ đầu sỏ thật sự phía sau. Vậy nên, mối hận thù của hai bên nhất định sẽ khiến Santos mất đi lý trí. Đây chính là thời cơ tốt nhất để Tiêu Chính Văn phản đòn. Theo những gì tôi biết, giáo đình vẫn luôn nhòm ngó tới Phi Lục, những gia tộc này liên thủ với giáo đình, mục đích chính là thông qua bọn họ để trà đạp lên tín ngưỡng của Phi Lục. Là một người phương Đông, tôi vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ của Phi Lục. Không đợi Emmanuel lên tiếng giải thích, Tiêu Chính Văn đã chém cho hắn thêm một nhát dao vô hình. Tiêu Chính Văn, mày thật bị ổi. Chương 1536 Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Emmanuel gần như có thể nhìn thấy sát khí nồng đậm từ trên gương mặt bị che bởi bộ áo dài màu đen của Santos. Muốn làm một người trở nên điên cuồng, chỉ cần khiến cho hận thù trong lòng người đó trở nên sâu sắc hơn là được. Có thể nói, Tiêu Chính Văn đã thành công làm cho Santos hoàn toàn mất đi lý trí. Lúc này, Emmanuel có nói thêm gì nữa thì cũng đều vô dụng. Nếu cậu đã không muốn rời đi thì chịu chết ở nơi này đi. Santos đột nhiên giơ tay, một bộ áo dài màu đen bay vút về phía Emmanuel. Đồng thời, hai luồng hơi thở vô cùng lớn mạnh bỗng trỗi dậy. Khí thế của cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao được bộc lộ hoàn toàn, lập tức truy giết Emmanuel. Kapoor vừa định tiến lên trước chi viện thì đã bị Tiêu Chính Văn chặn mất đường đi. Mối thù giữa bọn họ, tốt nhất mày đừng nên nhúng tay vào. Nếu không mày cũng sẽ phải chết. Nói xong, con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn cũng lia thẳng về phía Kapoor. Mặc dù cùng ở cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao, nhưng trong khoảnh khắc Tiêu Chính Văn phóng con dao quân đội năm cạnh ra, Kapoor lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở chết chóc đang tiến sát về phía mình. Coi chừng hắn, cùng lúc Tiêu Chính Văn ra tay, Nguyệt Ảnh phóng ra 6 mũi tên cầm tay và chỉ tay vào Jason, dặn dò Thương Nguyệt. Hắn không thoát được đâu. Thương Nguyệt lợi dụng lúc Emmanuel bị hai chủ tế bao vây tiến công, đã bước tới sau lưng Jason. Lúc này, Jason đã hoàn toàn đờ đẫn, chuyện quái quỷ gì thế này? Sao tất cả mọi người đều đang nhắm vào mình vậy? Tí cha người đi cùng hắn tới đây cũng suýt thì đái ra quần. Lúc này, tí cha đâu còn phong độ của một cậu chủ nhà giàu, hắn sợ tới mức trốn xuống dưới gầm bàn và không ngừng run rẩy. Hai chủ tế đồng thời ra tay, một luồng hơi nóng lao thẳng về phía Emmanuel. Cao thủ nước Lý vì bị nguyền rủa nên sau khi đột phá cảnh giới thiên vương, ai cũng chỉ chuyên tâm vào việc điều khiển lửa. Hai người Sandos đều là cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao. Chương 1537 sự hiểu biết và vận dụng lửa của họ đã không phải là thứ mà cấp bậc như Dupan có thể so bì được. Emmanuel cũng chẳng thể ngăn được luồng sóng nhiệt này. Trong thoáng chốc, áo choàng trên người Emmanuel bùng lên một ngọn lửa lớn, áo choàng dài màu trắng cũng biến thành bộ đồ của kẻ ăn mày. Các người đi chết đi. Thấy áo choàng giáo chủ trên người bị cháy, Emmanuel khàn giọng tức giận gào lên rồi đánh về phía hai người Santos. Nhát kiếm của Emmanuel đâm vào một vị chủ tế trong đó, đồng thời Santos cũng đâm một nhát dao từ phía sau lưng hắn. Phụt phụt, hai tiếng trầm đục liên tiếp vang lên. Cả người Emmanuel và chủ tế đó gần như nhuộm đầy máu cùng một lúc. Con dao của hắn đâm vào bụng dưới của chủ tế đó, còn dao của Santos lại đâm vào đầu vai Emmanuel, nhát dao này rất sâu. Tay cầm thanh kiếm ngắn của Emmanuel không ngừng run rẩy, nếu tiếp tục đánh thì hắn chỉ có một con đường chết, cuối cùng chỉ đành không cam lòng nhìn Jason. Santos, ông nhất định sẽ phải trả giá cho hành động ngày hôm nay. Bỏ lại một câu. Thậm chí Emmanuel không hề dừng lại chỉ một giây, mà quay đầu chạy trốn vào trong bóng đêm. Một bên khác, Kapoor mới tránh được một đòn từ con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn thì một luồng gió ập đến từ phía sau. Nhưng cơ thể hắn không thể động đậy được,
chỉ có thể trơ mắt nhìn nhát dao của Nguyệt Ảnh đâm vào tim mình. Phụt, Kapoor phun ra một ngụm máu, cơ thể văng ra xa đập mạnh lên bàn làm ngã hai bàn rượu. Không để hắn vùng vẫy đứng dậy, con dao quân đội năm cạnh mang theo uy lực cực mạnh bay đến trước mặt. Phụt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt Kapoor rồi đâm xuyên qua giữa trán hắn. Cho đến khi chết, Kapoor vẫn không cam lòng nhìn Tiêu Chính Văn. Sau khi thi thể của Kapoor ngã xuống, mặt mày Jason trở nên tái nhợt, hai chân hắn run lẩy bẩy nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Lúc này con dao ngắn của Thương Nguyệt đang kề trên cổ hắn khiến hắn hoảng sợ mất đi lý trí, hai mắt đờ đẫn nhìn Tiêu Chính Văn và Santos. Cậu là người Hoa Quốc từng vào điện thần Minh Vương đó giao? Giọng nói già cỗi của Santos vang lên. Tiêu Chính Văn xoay người lại khẽ gật đầu nói, đúng thế, cảm ơn chủ tế đã giúp đỡ. Chương 1538 Tiêu Chính Văn rất biết ơn Santos vì chuyện hôm nay. Nếu không thì mấy người Trần Cương không thể quay lại khu vực thành phố Các Lô, mà sẽ bị người của gia tộc Azer Lan Chi chặn lại giết chết trên đường đi. Các thế lực ở Phi Lục vô cùng phức tạp, sau này cậu phải cẩn thận hơn. Dứt lời, Santos không nói gì nữa, mà đỡ đồng bọn bị thương đứng lên, sau đó cùng biến mất vào trong bóng đêm. Chẳng mấy chốc quán rượu lại trở nên yên tĩnh. Thira và Jason quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn cầu xin anh có thể tha cho bọn họ. Anh Tiêu, tôi biết tôi sai rồi, từ nay về sau tôi không gây phiền phức cho Trần Cương nữa. Tôi xin thề với Thánh Allah, nếu làm trái lời thề, tôi sẽ không được chết tử tế. Thira dường như nói ra lời thề độc mà mình có thể nghĩ đến, nhưng thấy sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn u ám, hắn cũng cảm thấy ân hận. Bản thân không yên phận ở thành phố Các Lô, lại mê muội chạy đến đây đâm đầu vào chỗ chết với tên Jason này làm gì cơ chứ? Tiêu Chính Văn phớt lờ hắn, quay qua nói với Jason, Lục Hoài Viễn có ở Kaman không? Anh Tiêu, những gì tôi nói đều là sự thật, Lục Hoài Viễn thật sự đang ở Kaman, vì nơi đó có mỏ dầu, tôi biết rất rõ ông ta kinh doanh cái gì. Bây giờ Jason chỉ mong có thể bảo toàn tính mạng. Chỉ cần có thể sống trở về thì lợi ích gia tộc gì đó đều là rác rưởi. Ý anh là trước giờ Lục Hoài Viễn chưa từng bị các anh hạn chế tự do sao? Tiêu Chính Văn vô thức hỏi. Từ những lời Jason nói, Tiêu Chính Văn có thể đoán được địa vị của Lục Hoài Viễn hẳn là không thấp, hơn nữa vấn đề hợp tác của ông ta với gia tộc Azer Lan Chi không đơn giản như thế. Hạn chế tự do ư? Jason cười gượng nói, anh Tiêu, có lẽ anh vẫn chưa biết. Lục Hoài Viễn chủ động tìm đến gia tộc Azer Lan Chi chúng tôi, sau đó yêu cầu hợp tác với chúng tôi. Hơn nữa ngay cả tôi cũng không có tư cách biết được tung tích của ông ta thì làm sao có tư cách hạn chế tự do của ông ta chứ? Ngay cả gia tộc Azer Lan Chi chúng tôi cũng phải kiêng dè thế lực đằng sau ông ta, nói chúng tôi bắt trói ông ta chỉ là mấy lời quái quỷ ông ta tự nghĩ ra mà thôi. Anh Tiêu, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Cái gì? Ý anh là đằng sau Lục Hoài Viễn còn có người thao túng ư? Vẻ mặt Tiêu Chính Văn càng trở nên nghiêm nghị. Có thể thấy Lục Hoài Viễn nhất định có thân phận gì đó khá cao, mà gián điệp của Hắc Bang Đài chỉ là một trong số nhiều thân phận của ông ta. Chương 1539 đúng thế, hình như là một người tên Quang Minh Tôn. Tôi thật sự chưa từng gặp người đó, ngay cả ông nội tôi cũng chỉ gặp người đó một lần, thế nên tôi, những gì tôi biết có hạn. Tôi chỉ là một đứa con bình thường trong gia tộc Azer Lan Chi thôi. Địa vị rất thấp, dù anh có bắt tôi thì cũng chẳng có giá trị gì với anh cả. Jason sắp khóc đến nơi, hắn đã hoàn toàn bán đứng gia tộc Azer Lan Chi rồi, sao Tiêu Chính Văn vẫn không có ý thả hắn ra vậy? Quang Minh Tôn, thập tôn Quang Minh, Tiêu Chính Văn không khỏi run lên. Lời nói của Jason có độ đáng tin cực kỳ cao. Phái Quang Minh vẫn luôn truy tìm di tích Long tộc. Tim rồng là chìa khóa duy nhất để mở ra bí ẩn về Long tộc. Thật trùng hợp nước Lý có một nửa trái tim rồng Hắc Long. Ý anh là hành động lần này có liên quan đến Quang Minh Tôn. Vậy phải giải thích thế nào về người của gia tộc Russell Rowland? Tiêu Chính Văn híp mắt, giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng hỏi. Phải đến ngày mai người của gia tộc Russell Rowland mới đến nơi, bọn tôi ở đây để đón họ. Anh cũng thấy rồi đấy. Giáo chủ Immanuel cũng đến, gia tộc bọn tôi rất xem trọng hợp tác lần này. Nhưng chuyện này có liên quan đến Quang Minh Tôn hay không hoặc có liên quan như thế nào thì không phải là điều mà cấp bậc như tôi có thể biết được.
Jason bật khóc nói ra hết những gì mình biết. Ồ, nói như thế thì người của gia tộc Russell Rowland vẫn không biết mọi chuyện xảy ra ở đây. Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi, đồng thời quay đầu lại nhìn Nguyệt Ảnh và Thương Nguyệt. Ba người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, Nguyệt Ảnh mới nói với Jason, ngày mai người gia tộc Russell Rowland đến, anh cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, biết chưa? Nghe cô ta nói thế, Jason ngây người nói, nhưng Emmanuel sẽ nói, anh ta không ngốc, xảy ra chuyện lớn như thế, chắc chắn anh ta sẽ báo lại với gia tộc. Mặc kệ chuyện này đi, anh chỉ cần diễn cho tốt vai của mình là được. Còn nữa, anh biết đến Kaman thì đi thế nào chứ? Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Tôi biết, chỉ cần anh có thể tha mạng cho tôi có thể dẫn anh đến Kaman bất cứ lúc nào. Jason vỗ ngực bảo đảm với Tiêu Chính Văn. Tốt lắm, dứt lời Tiêu Chính Văn giơ tay lên ra đòn đánh ngất Jason. Cùng lúc đó, Nguyệt Ảnh trở tay ra đòn chém đầu Thira. Tiếp theo chúng ta chia đều lợi ích, tôi muốn có Lục Hoài Viễn, các cô hoàn thành sứ mệnh của các cô hoặc dùng vũ lực, cô thế nào? Tiêu Chính Văn nhìn Nguyệt Ảnh và Thương Nguyệt hỏi. Chương 1540 Thương Nguyệt cười nói. Muốn chiếm lợi từ gia tộc Russell Rowland chắc chắn không đơn giản như thế, tên Emmanuel đã chạy trốn chính là một cái đinh, chúng ta phải nghĩ cách tìm ra hắn rồi giết chết. Hoặc chỉ đành nghĩ cách với thằng danh này thôi. Thương Nguyệt vừa nói vừa rút con dao găm ra vờn hai nhát trên mặt Jason. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, nói truy sát Emmanuel không phải cách hay, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chủ động tìm tới cửa, sáng mai bảo cậu chủ Jason này gọi một cuộc điện thoại về nhà. Nguyệt Ảnh lạnh lùng liếc nhìn Jason lúc này đang hôn mê, nói, tên này là kẻ đầu sỏ bên ngoài của gia tộc Azor Lanchi, muốn lợi dụng hắn thì tốt nhất đừng nên thái quá, nếu không sẽ chọc giận con sư tử già kia. Tộc trưởng của gia tộc Azor Lanchi có biệt hiệu là Hùng Sư Vương, cũng là một nhân vật thâm sâu khó lường, nghe nói đã có thực lực ở cảnh giới thiên thần. Chỉ là đến tận bây giờ vẫn chưa có ai từng giao đấu với cụ ta. Chỉ biết là trong Âu Lục. Sau lưng mấy gia tộc lớn đều có thế lực vô cùng lớn mạnh chống đỡ. Hơn nữa, giữa giới võ thuật và giới thế tục cũng có một quy định bất thành văn. Cường giả ở cảnh giới thiên thần không thể tùy tiện can thiệp vào chuyện thế tục, càng không thể tùy ý ra tay với người bình thường. Thế nhưng nếu đã chọc giận bọn họ, kết quả thế nào thì không một ai có thể bảo đảm được. Rạch hai nhát dao, có lẽ hắn sẽ không cảm thấy đau đâu. Dứt lời. Thương Nguyệt dùng con dao ngắn vô cùng sắc bén đang cầm trong tay rạch hai nhát rất sâu lên trên mặt Jason. Máu tươi men theo góc mặt Jason chảy xuống dưới. Mặc dù lúc này Jason vẫn đang chìm trong hôn mê, nhưng gương mặt dữ tợn của hắn vẫn vô thức co giật mấy lần. Nguyệt Ảnh dẫm lên vũng máu tươi trên mặt đất, lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu hồng, rắc thuốc bột bên trong lên trên những cái xác. Chẳng mấy chốc, những xác chết nằm la liệt trên nền đất đều biến thành mủ máu. Cuối cùng, mủ máu lại biến thành dòng nước trong veo. Cứ như thể tất cả những chuyện ở nơi này đều chưa hề xảy ra. Ném tên này lên trên xe, chúng ta cố gắng ở lại nơi này một đêm vậy. Thương Nguyệt vừa nói vừa nhấc Jason lên rồi bước về phía cửa chính. Thương Nguyệt đạp tung cánh cửa của một chiếc xe Việt dã duy nhất còn sót lại, rồi tiện tay ném Jason vào bên trong. Tiêu Chính Văn dựa trên chiếc ghế dài. Quay đầu nói với Nguyệt Ảnh, rốt cuộc quan hệ hợp tác giữa mấy người và gia tộc Russell Rowland có liên quan đến phương diện gì? Nhắm vào Hoa Quốc sao? Chương 1541 Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, anh cho rằng Đông Hoàng ngu ngốc đến mức làm trâu làm ngựa cho mấy tên da trắng này sao? Nguyệt Ảnh vừa nói vừa lấy ra một bức ảnh chụp một mỏ dầu từ trên không. Mỏ dầu này là quân cờ đàm phán của gia tộc Russell Rowland, chúng tôi chỉ tới vì dầu mỏ mà thôi. Những thứ khác không liên quan gì tới chúng tôi. Nguyệt Ảnh bình thản nói. Nguồn tài nguyên của Vi Hào quá nghèo nàn. Đối với các thế lực lớn của Vi Hào mà nói, dầu mỏ là một quân cờ quan trọng không thể thiếu. Ai nắm giữ nguồn dầu mỏ trong tay thì người đó có quyền lên tiếng. Đông Hoàng là một người có dã tâm, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Điều kiện của bọn chúng thế nào? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Mỏ dầu đó... Chỉ riêng giếng dầu đã lên tới con số hàng trăm, có thể nói đây là mỏ dầu tốt nhất tại Phi Lục. Âu Lục dự định thành lập một học viện võ thuật, tới lúc đó sẽ mời cường giả từ khắp nơi trên thế giới tới học viện học tập, nói là học tập, thực tế là muốn sắp xếp lại thứ bậc.
Một trong những kẻ cầm đầu chuyện này chính là trưởng lão của gia tộc Russell Rowland. Bên phía Vi Hào, ngoài Đông Hoàng thì những gia tộc giàu có khác cũng đều từ chối thẳng thừng rồi. Mất đi Vi Hào thì không thể gọi nó là học viện võ thuật thế giới. Hoa Quốc cũng như vậy, nhưng có lẽ anh không có trong danh sách khách mời đâu. Nguyệt Ảnh khẽ cười nói. Học viện võ thuật thế giới. Trong lòng Tiêu Chính Văn thấy chợt rét lạnh, anh biết rõ hơn ai hết về diện mạo của mấy gia tộc nổi tiếng lâu đời ở Âu Lục. Bọn chúng tuyệt đối không hề có ý tốt muốn sáng lập một học viện võ thuật để mọi người cùng tiến bộ. Ý đồ bên trong tuyệt đối không đơn giản. Mục đích của bọn chúng là, Tiêu Chính Văn quan sát Nguyệt Ảnh, điềm nhiên nói. Hoa Quốc, Nguyệt Ảnh khẽ cười nói, võ tông của Hoa Quốc, hoặc là liên minh võ thuật đều là mục đích sau cùng của bọn chúng. Quốc gia của mấy người quá thần bí, quá lâu đời rồi. Mấy nghìn tông môn, nơi nào cũng có lịch sử lâu năm, cụ thể có bao nhiêu nhân tài, có bao nhiêu cấp thiên thần, không một ai dám khẳng định. Nếu như không đoàn kết tất cả võ sĩ trên thế giới cùng nhắm vào Hoa Quốc, anh cho rằng Âu Lục có dũng khí đối diện với Hoa Quốc hay sao? Chương 1542 vẻ mặt của Nguyệt Ảnh càng trở nên nghiêm túc. Rõ ràng bất luận đối với Hoa Quốc hay đối với Vi Hào và các nước khác xung quanh, những quốc gia có quan hệ vô cùng mật thiết với Hoa Quốc thì đều coi đây là một chuyện lớn. Quả nhiên, Tiêu Chính Văn hít sâu vào một hơi, những gia tộc lâu năm ở Âu Lục này thật sự đang tính toán trăm phương nghìn kế. Vậy thì theo cách nói của cô, trong số những người được bọn chúng mời tới nhất định sẽ có rất nhiều người bị bọn chúng mua chuộc. Tiêu Chính Văn bình thản hỏi. Những người có thể được mời tới tuyệt đối không phải là người dễ đối phó. Nếu không thì học viện võ thuật này vĩnh viễn không có ngày yên bình. Cũng chưa chắc, dù sao chuyện gì cũng không thể làm quá lộ liễu, có điều học viện võ thuật này rất đáng để đi sâu nghiên cứu. Thầy Đông Hoàng của chúng tôi từng nói học viện võ thuật không chỉ đối phó với mình Hoa Quốc thôi đâu. Có thể, bọn chúng muốn dựa vào danh nghĩa võ thuật toàn thế giới để sửa đổi một quy ước quan trọng nào đó. Nguyệt Ảnh vừa nhớ lại vừa nói với Tiêu Chính Văn. Hừ, sửa đổi quy ước gì chứ? Chẳng qua là muốn thông qua thủ đoạn hòa bình, cho cường giả cảnh giới thiên thần có thể tự do gia nhập thế tục. Âu Lục tự tin áp đảo tất cả mọi thế lực trên toàn thế giới với cảnh giới cao hơn là cảnh giới thiên thần. Đương nhiên cũng bao gồm Hoa Quốc, Thương Nguyệt nhếch mép cười nói. Cái gì, nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cũng không khỏi kinh ngạc. Hiện nay, các nước đều e sợ Hoa Quốc chẳng qua là vì dưới cảnh giới thiên thần thì thực lực của Hoa Quốc mạnh nhất. Và lại, dựa theo tư liệu cơ mật nhất thì cường giả cao hơn ngưỡng thiên vương 4 sao chỉ có mấy chục người. Ở trước mặt một Hoa Quốc hùng mạnh như vậy, các nước chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu như cho phép cảnh giới thiên thần nhúng tay vào tranh chấp trong thế tục, vậy thì hậu quả rõ ràng không thể lường trước được. Tất cả ưu thế của Hoa Quốc đều sẽ tan thành mây khói chỉ trong một ngày. Ngoài gia tộc Russell Rowland ra thì Âu Lục còn có những gia tộc nào tham gia vào nữa? Tiêu Chính Văn tiếp tục hỏi. Chương 1543 7 gia tộc lớn đều tham gia, chỉ là người đưa ra đề xuất này là trưởng lão của gia tộc Russell Rowland, mục đích của bọn chúng không nói ra cũng quá rõ ràng. Phân chia lại thế giới. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Hai người Nguyệt Ảnh và Thương Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, cũng không nói gì thêm nữa. Tiêu Chính Văn khẽ nhắm hai mắt, cẩn thận tính toán bàn cờ của mấy gia tộc lớn ở Âu Lục, tay anh đang soạn thảo một tin nhắn vô cùng quan trọng, thuật lại chi tiết một lượt những tin tình báo mà mình có được để gửi cho Thiên Tử. Lúc Thiên Tử nhận được tin nhắn này của Tiêu Chính Văn cũng kinh ngạc tới mức ngay cả đôi đũa trong tay cũng rớt xuống đất. Thiên Tử, không đợi cấp dưới nói xong, Thiên Tử vội vàng đứng dậy nói, mau, mau gọi Tần Vũ và Đại trưởng lão Võ Tông Đường Quốc Hào tới đây gặp tôi. Nhanh, thấy sắc mặt của Thiên Tử thay đổi, cấp dưới đó sợ khiếp hồn, vội vàng lao như bay ra ngoài. Thiên Tử vừa nhìn tin nhắn Tiêu Chính Văn gửi về vừa đi qua đi lại bên trong Thiên Tử các. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, một ông cụ tóc bạc trắng mới đẩy cửa đại điện, sải bước tiến vào bên trong và nói, Thiên Tử, Đường Quốc Hào kính chào Thiên Tử. Đại trưởng lão, mời ngồi. Thiên Tử giơ tay chỉ vào chiếc ghế phía đối diện, nói với vẻ mềm mỏng. Thiên Tử, không biết đêm hôm cho gọi tôi tới, đại trưởng lão, ông là người quản lý võ tông, vậy nên ông cần phải xem đoạn tin nhắn này. Nói xong, Thiên Tử đưa điện thoại cho Đường Quốc Hào. Đường Quốc Hào cầm lấy điện thoại của Thiên Tử đọc tin nhắn trong đó, lúc đầu không để ý lắm nhưng sau khi đọc xong nội dung tin nhắn,
cụ ấy không khỏi biến sắc. Cái gì, đám Âu Lục khốn kiếp, chúng bị điên rồi sao? Cường giả cảnh giới thiên thần gia nhập vào giới thế tục, muốn hủy diệt thế giới đấy à? Đại trưởng lão đã gần 100 tuổi. Cụ ấy từng tận mắt nhìn thấy cường giả cảnh giới thiên thần đáng sợ thế nào. Dù là mấy chục năm trước thì hai cột khói do bom nổ cũng kém xa sức công phá mà một cường giả cảnh giới thiên thần tạo ra. Đại trưởng lão, chúng ta đã không còn cách nào ngăn chặn chuyện này, tôi chỉ muốn biết Hoa Quốc, hay nói cách khác võ tông Hoa Quốc có bao nhiêu cường giả cảnh giới thiên thần. Chương 1544 vẻ mặt thiên tử rất nghiêm nghị, trịnh trọng hỏi. Chuyện này, trước mắt thì đa số cường giả cảnh giới thiên thần đã biết đều ở võ thần tông, nhưng cũng chỉ có 4 người. Hơn nữa còn là mấy ông già ở ẩn vài chục năm, ham mê võ thuật học chưa từng xuất thế, các tông môn còn lại nhiều nhất cũng không vượt quá 10 người. Cảnh giới thiên thần khác với cảnh giới thiên vương, bất kỳ một võ sĩ nào đột phá lên cảnh giới thiên thần đều là đứa con của trời. Bất kể là tài năng hay sự hiểu biết đều là sự tồn tại có một không hai. Đại trưởng lão nói thế chỉ muốn nói lên một ý là thật ra cường giả cảnh giới thiên thần của Hoa Quốc không nhiều như mọi người vẫn thường nghĩ. Đối phó với một hai nước trong đó vẫn được. Nhưng đối phó với cả thế giới, e là Hoa Quốc không gánh nổi trọng trách. Đây giống như chiếc hộp Pandora, một khi mở ra thì không thể xoay chuyển tình thế. Đúng lúc này Tần Vũ cũng vội vàng chạy vào. Anh ta vừa bước vào cửa đã nhìn thấy thiên tử và đại trưởng lão nhíu mày không nói gì. Bầu không khí cực kỳ nặng nề. Thiên tử, xảy ra chuyện gì sao? Tần Vũ quay đầu nhìn đại trưởng lão. Lẽ nào võ tông có ý kiến lớn về sự cải cách của thiên tử? Cậu đọc tin nhắn này đi đã. Nói xong thiên tử đưa điện thoại cho Tần Vũ. Nhận lấy điện thoại, Tần Vũ đọc lướt qua một lần, kinh ngạc nói chúng muốn phá hủy sự cân bằng của thế giới. Cân bằng ư, chúng là muốn động tay động chân với giang sơn rộng lớn của Hoa Quốc. Muốn hủy diệt hoàn toàn nhánh chính võ thuật của Hoa Quốc đấy. Thiên tử tức giận đập bàn nói. Thiên tử, tôi nghĩ việc cấp bách nhất lúc này là điều tra rõ xem có những ai đã nhận được lời mời, còn phải tăng cường giám sát. Tần Vũ trầm giọng nói. Giám sát, thiên tử khẽ lắc đầu nói, khó. Thử nghĩ mà xem, việc chọn địa điểm ở học viện võ thuật này chắc chắn là trong khu vực nằm trong mấy gia tộc lớn ở Âu Lục. Chúng ta muốn nhúng tay vào, muốn sắp xếp tai mắt còn khó hơn lên trời. Nhưng có thể chọn ra một đến người hai trong đó rồi tiêu diệt, sau đó đổi thành người của mình. Tất nhiên thiên tử sẽ dùng cách vừa nhanh chóng vừa dứt khoát để giải quyết những chuyện liên quan đến vận mệnh của đất nước. Những người bí mật tham gia vào học viện võ thuật này đều là cây A không trung thành với nước, bất hiếu với gia đình, tất nhiên phải giết. Chương 1545 thuộc hạ hiểu. Nhưng, nói đến đây, Tần Vũ quay đầu lại nhìn đại trưởng lão. Thiên tử, chuyện này chỉ có thể tiến hành trong bí mật, nếu truyền ra ngoài e là sẽ khiến những người trong võ tông bất mãn, ngược lại làm hỏng chuyện. Đại trưởng lão do dự nói. Được, nhưng chuyện này không thể để cho 4 gia tộc lớn biết, càng không thể để võ thí thiên biết. Thiên tử trầm giọng dặn dò. Đại trưởng lão và Tần Vũ đều cúi người chào thiên tử, sau đó đi ra khỏi đại điện. Sáng hôm sau, mãi đến khi mấy người Tiêu Chính Văn thức dậy, Jason vẫn còn đang hôn mê. Thương Nguyệt tạt cho Jason một thùng nước lạnh để hắn tỉnh lại, sau đó xách cổ áo lên kéo hắn về quán rượu. Anh Tiêu, tôi đã nói những gì tôi, gọi cho gia tộc của anh, đầu tiên là báo bình an, sau đó nói rõ lại chuyện tối hôm qua, cứ nói là sau khi Emmanuel chạy trốn. Đám người Santos ra tay đánh bọn tôi đã bị Nguyệt Anh và Thương Nguyệt kết hợp với nhau đánh chết. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa ném một chiếc điện thoại đến trước mặt Jason. Nghe anh nói thế, Jason không khỏi nuốt nước bọt. Trước đó hắn chỉ bán đứng gia tộc chứ không hề có ý phản bội. Nếu bây giờ gọi cho gia tộc, sau này sự thật bị điều tra ra thì hắn chính là kẻ phản bội của gia tộc Azerlanchi. Anh Tiêu. Tôi gọi cuộc điện thoại này e là không đáng tin lắm, một thằng vô dụng không biết làm gì như tôi lại có thể sống sót, chuyện này không hợp lý. Jason run rẩy nói. Tiêu Chính Văn cười nhạt, chỉ vào tấm kính sau lưng hắn nói, anh yên tâm, anh không phải không bị thương, soi gương thử đi rồi anh sẽ rõ. Nghe thế Jason hoảng sợ đến độ mặt mày trắng bệch vội xoay người lại.
lúc nhìn thấy gương mặt đẹp trai của mình xuất hiện rất nhiều vết sẹo do dao, hắn phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng người ta là dao, còn hắn đang là cá nằm trên thớt. Jason hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận, sau đó xoay người lại cầm điện thoại ở trước mặt lên run rẩy ấn một dãy số. Vết dao này đã nói lên tất cả. Bây giờ giá trị duy nhất của hắn là xóa bỏ nghi ngờ của gia tộc Russell Rowland và gia tộc Azer Lanchi. Nếu dám nói nửa chữ không thì con dao đó sẽ không rạch xuống mặt hắn mà là kề lên cổ hắn. Chương 1546. Không lâu sau, cuộc gọi video được kết nối, đầu bên kia là một ông lão đầu bạc trắng, mắt sáng long lanh nhìn Jason. Ông ba, cháu là Jason. Jason, giờ cháu đang ở đâu? Sao trong nhà không liên lạc được với cháu? Còn nữa, Emmanuel nói cháu đã lành ít dữ nhiều, tối qua đã xảy ra chuyện gì thế? Ông lão tóc bạc hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Jason mà chỉ muốn biết rõ chuyện đã xảy ra vào tối hôm trước. Đây cũng là sự xót xa khi sinh ra trong gia tộc lớn, lúc này Jason vờ ngạc nhiên nói, ồ, ông ba, cháu đang muốn nói chuyện này với ông đây, đêm qua đúng là khủng khiếp thật. Capo chết. Tiêu Chính Văn cũng chết, Santos và một chủ tế nữa cũng chết rồi. Dù sao cũng có rất nhiều thi thể và người chết, ông ba mau cứu cháu với, đón cháu về đi, cháu không muốn ở đây đón người của gia tộc Russell Rowland đâu, cháu sợ lắm, ông nhìn mặt cháu này, lúc này Jason tỏ vẻ sợ hãi vô cùng thật, vì chỉ cần sơ suất một chút thôi thì hắn sẽ chết. Cháu nói gì, Tiêu Chính Văn cũng chết rồi à? Ông lão tóc bạc ở phía đối diện trầm giọng hỏi. Hiển nhiên cụ ta rất nghi ngờ về cái chết của Tiêu Chính Văn. Chết rồi à, sau khi Emmanuel rời đi, Santos ra tay đánh Tiêu Chính Văn, vốn dĩ hai người họ ngang tài ngang sức nhưng không ngờ vào thời khắc quan trọng Nguyệt Ảnh và Thương Nguyệt bỗng ra tay giết Tiêu Chính Văn luôn. Một tên đồng bọn khác của Santos cũng bị Thương Nguyệt giết, cuối cùng Santos cũng chết, hai người vi hào chết tiệt kia chiếm được món hời lớn. Bây giờ cháu chỉ có một mình, cháu thật sự rất sợ. Ông ba, Jason vừa nói bật khóc thảm thiết. Ông lão ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu mới trợn mắt nhìn Jason nói thằng vô dụng. Gia tộc cho mày cơm ngon áo ấm không phải để mày tỏ ra hèn nhát, bắt buộc phải tiếp tục tiến hành đàm phán với gia tộc Russell Rowland. Ông, vậy cháu mong được giáo chủ Emmanuel bảo vệ, cháu không cần vệ sĩ, chúng đều là lũ vô dụng. Jason khàn giọng hét lên. Thằng ngu ngốc. Emmanuel không thể đặt chân đến Memphis nữa, mày cứ đợi ở đó, gia tộc sẽ cử người đến bảo vệ mày, còn nữa phải giữ chân Thương Nguyệt và Nguyệt Ảnh lại, thế nhé. Dứt lời, ông lão tóc bạc cúp máy luôn. Nhìn màn hình đen thui, Jason siết chặt nắm đấm. Xem ra số anh cũng lận đận ghê, hình như ông ta không hề quan tâm đến sự sống chết của anh. Tiêu Chính Văn giật lấy điện thoại từ tay Jason, cười nhạo nói. Chương 1547 hư, lão già tham lam, Jason nghiến răng nghiến lợi, hung dữ thấp giọng gầm gừ. Đứng lên đi, mạng sống của anh chỉ được đảm bảo khi anh vẫn còn giá trị, hiểu chứ? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nói với Jason. Jason đảo mắt, hắn không phải là vô dụng, sống trong một gia tộc lớn như gia tộc Azer Lanchi, đâu có ai là không có tầm nhìn rộng, đâu có ai là không thông minh hơn người. Lúc nói mấy lời này, Tiêu Chính Văn không có ý gì là đang đe dọa hắn. Lúc này con dao vẫn còn đang kề trên cổ Jason, Tiêu Chính Văn cần phải đe dọa hắn sao? Anh Tiêu, rốt cuộc anh muốn nói gì? Vẻ mặt Jason đã bình tĩnh hơn một chút. Qua cuộc điện thoại vừa rồi, suy nghĩ Jason xoay chuyển nhanh như chớp, hắn bỗng hiểu ra rất nhiều điều. Gia tộc Azer Lanchi chưa bao giờ là chỗ dựa của hắn, chỉ có những người được thừa nhận là người thừa kế mới được gia tộc cẩn thận bảo vệ. Còn hắn chỉ là một quân cờ mà thôi. Chỉ khi gia tộc Azer Lanchi gặp phải rất nhiều rắc rối, mà anh vừa lúc có thể giải quyết những rắc rối này hoặc khi những rắc rối này có liên quan đến anh thì anh mới được gia tộc Azer Lanchi xem trọng, lúc đó mới có thể bảo toàn tính mạng. Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Đôi mắt xanh biếc của Jason nhìn Tiêu Chính Văn một hồi lâu, sau đó gật đầu, vẻ mặt bỗng dưng trở nên cứng rắn hơn. Khoan đã, anh Tiêu. Khi người gia tộc Russell Rowland đến, anh phải diễn vai vệ sĩ của tôi, còn hai người này cũng cần phải thể hiện thái độ thỏa thuận với gia tộc Russell Rowland. Bán đứng một cách kiên quyết. Trong đầu Jason đã có một kế hoạch động trời.
hắn muốn trả thù những kẻ đã đưa hắn vào chỗ chết khiến họ không nơi chôn thân. Nếu gia tộc Azor Lanchi đã không phải là nơi bảo vệ hắn thì gia tộc này có tồn tại hay không cũng không liên quan đến hắn. Xem ra anh vẫn rất sáng suốt đấy. Tiêu Chính Văn mỉm cười gật đầu nói. Chương 1548 nhưng có lẽ chúng ta không thể khống chế tình hình tiếp sau đó. Các anh nên biết tôi là một người tham gia trong học viện võ thuật, cũng có một suất tham gia, không biết anh Tiêu có hứng thú không? Hai mắt Jason sáng lấp lánh, khuôn mặt lóe lên vẻ oán hận. Anh thay đổi làm tôi ngạc nhiên lắm đấy, tôi thật sự không nhìn thấy anh có thể đạt được lợi ích gì nữa. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu tỏ ý từ chối. Tôi chỉ mong nó bị hủy diệt. Ánh mắt Jason hiện lên vẻ hiểm ác. Anh bạn, anh không sợ chết thật à? Gia tộc Azor Lanchi không phải đều là kẻ ngốc đâu. Thương Nguyệt cười khẩy lạnh nhạt nói. Mắt Tiêu Chính Văn lại sáng quắc nhìn Jason. Trước khi nhận được hồi âm của thiên tử, Tiêu Chính Văn không thể can thiệp vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến học viện võ thuật. Dù sao chuyện này vô cùng quan trọng, chỉ có thiên tử mới quyết định được. Nhưng ít nhất có thể mượn tay Jason tìm được Lục Hoài Viễn. Tôi tin tưởng thành ý của anh, nhưng Lục Hoài Viễn đang ở đâu? Tiêu Chính Văn bình thản hỏi. Ông Lục, ông ta, dù anh có gặp được ông ta cũng không thể dẫn ông ta đi, hai tên thuộc hạ của Quang Minh Tôn lúc nào cũng ở bên cạnh ông ta, chọn bừa một trong hai người thì cũng có thực lực sánh ngang với Immanuel. Bắt ông ta đi là ý nghĩ phi thực tế. Jason thành thật nói. Hai người đó ai cũng là cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao, hơn nữa lại còn là cao thủ Quang Minh Tôn đích thân dẫn đi. Tiêu Chính Văn gật đầu, cũng thầm tính toán, đúng lúc này một chiếc trực thăng bỗng xuất hiện trên mái của quán rượu. Tiếng phành phạch vang trời, sau đó chiếc trực thăng đó đáp xuống chỗ đất trống cách quán rượu không đến 100 mét. Vài tên vệ sĩ mặc áo đen nhảy xuống khoang trực thăng rồi chạy thẳng về hướng quán rượu. Cậu chủ Jason. Một người dẫn đầu cao giọng gọi với vào trong quán rượu. Tin tức họ nhận được là Jason vẫn còn sống, nhưng không biết hắn đang trốn ở đâu. Chương 1549 tôi ở đây. Vào trong đi, Jason vẫy tay với mấy vệ sĩ áo đen, sau đó đẩy cửa bước vào quán rượu. Mấy vệ sĩ áo đen bước vào, không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy Thương Nguyệt và Nguyệt Ảnh không cảm xúc ngồi bên bàn rượu và một người đàn ông gốc Á có vóc người trung bình đứng phía sau Jason. Cậu chủ Jason, anh ta là, vệ sĩ áo đen dẫn đầu chỉ vào Tiêu Chính Văn. Anh ta là một thuộc hạ tôi vừa mới nhận hôm qua, lúc trước là lính đánh thuê ở đây, may nhờ có anh ta nên tối qua tôi mới có thể sống sót. Các anh làm cho tốt việc mình cần làm, chuyện không nên hỏi thì bớt hỏi lại, không nên nói thì đừng nói. Bây giờ tâm trạng của tôi cực kỳ không tốt. Jason nham hiểm liếc nhìn mấy tên vệ sĩ áo đen. Sau đó nói với người dẫn đầu. Người của gia tộc Russell Rowland có tin tức gì không? Lẽ nào chân của ông già Rod chết tiệt đó gãy rồi sao? Bảo tôi cực khổ đợi ông ta ở nơi nguy hiểm thế này cả một ngày trời. Cậu chủ bớt giận, trước khi đến đây, ông ba đã liên hệ với bên đó rồi, một tiếng sau ông Rod sẽ đến đây. Nói xong tên vệ sĩ áo đen đó lại cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh một lượt, lúc này mới yên tâm rút điện thoại ra gửi một tin nhắn đi. Tất nhiên là đang báo lại tình hình ở đây cho gia tộc Azor Lanchi. Tiêu Chính Văn rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, sau đó châm lửa, rít một hơi thuốc rồi nói, cậu chủ Jason, chúng ta việc nào ra việc nấy nhé. Hôm qua anh đã đồng ý với tôi chỉ cần đợi người của anh đến đón hoặc đưa anh đến nơi an toàn thì sẽ cho tôi 100.000 đô, số tiền này không thể thiếu dù chỉ một xu. Jason không ngờ Tiêu Chính Văn lại nhập vai đến thế. Đầu tiên hắn cười gượng sau đó nói với vệ sĩ tiền. Mau lên, 100.000 đô, không thể thiếu một xu. Không lâu sau, 100.000 đô được đặt trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng không khách sáo bỏ tiền vào túi, vừa hút thuốc vừa đợi người của gia tộc Russell Rowland đến. Đến tận 2 tiếng sau, đại diện gia tộc Russell Rowland mới chậm rãi đến. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn. Thấy là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi dẫn theo tên lính vào quán rượu, Tiêu Chính Văn ném điếu xì gà đang hút dở trong tay đi, đứng lên đi đến phía sau Jason. Rod nhìn ba người ngồi bên bàn rượu, nở nụ cười yên tâm rồi nói với mấy thuộc hạ của mình, các cậu cứ ngồi tự nhiên đi. Sau đó ông ta kéo một cái ghế,
cũng ngồi vào ngồi rượu với mấy người Jason và Nguyệt Ảnh. Cậu Jason, tôi là Rod, cậu có thể toàn quyền đại diện gia tộc Azor Lanchi trong việc liên quan đến quyền sở hữu mỏ dầu ở Campbell và danh sách nhân viên cấp cao của học viện không? Rod lấy hai phần tài liệu ra đặt lên bàn rồi nở nụ cười thiện ý với Nguyệt Ảnh và Thương Nguyệt. Chương 1550 Thương Nguyệt và Nguyệt Ảnh còn chẳng buồn liếc nhìn bản văn kiện của học viện võ thuật dù chỉ một lần, chỉ cầm bản thỏa thuận thuộc về mỏ dầu lên tỉ mỉ xem xét. Jason nhìn danh sách mà gia tộc Russell Rowland cung cấp, cau mày nói, Kit là ai, ông ta dựa vào đâu mà có thể đảm nhiệm chức hiệu trưởng. Chức phụ hiệu trưởng cũng bị gia tộc Russell Rowland chiếm mất, vậy thì gia tộc Azor Lanchi không phải đang tốn công vô ích hay sao? Là một thành viên đưa ra nhận xét đánh giá, Jason buộc phải bảo vệ cho lợi ích của gia tộc. Dù có phải tiêu diệt gia tộc này thì hắn cũng không thể làm quá lộ liễu. Cậu đã nghe nói tới Kali rồi nhỉ, cường giả cảnh giới thiên thần mà ai cũng biết trong vòng gần 100 năm. Khi trước người này từng ở dưới trướng Kit, bọn họ có quan hệ thầy trò. Tôi tin rằng gia tộc Azor Lanchi thành lập ra học viện võ thuật này tuyệt đối không phải muốn giúp đỡ mọi người thăng hạng cảnh giới mà là muốn tạo quan hệ với cường giả ở cảnh giới thiên thần. Tất cả cường giả cảnh giới thiên thần của liên minh mới là mục đích thật sự của gia tộc Azor Lanchi, buộc phải kết thành đồng minh trong ngày hôm đó. Lời nói của Rod có nhiều ẩn ý, khiến Thương Nguyệt và Nguyệt Ảnh đều cảm thấy hiếu kỳ. Ngày nào cơ, Nguyệt Ảnh nhíu mày hỏi. Rod liếc nhìn Nguyệt Ảnh, cười lạnh lùng nói, vi hào mấy người là láng giềng của Hoa Quốc, quốc vận của Hoa Quốc phục hồi, lòng tổ phục sinh, lẽ nào mấy người không sợ hãi sao? Sợ hãi ư, Nguyệt Ảnh vô thức nhìn Rod, nói, khí vận của Hoa Quốc phục hồi thì có liên quan gì tới vi hào chúng tôi chứ? Vi hào cách Hoa Quốc một vùng biển. Cả trăm năm nay vẫn đều coi Hoa Quốc như thầy của mình. Chỉ có gần 100 năm nay mới phát sinh mâu thuẫn với Hoa Quốc, thế nhưng đã là chuyện của quá khứ rồi. Kết quả của việc khí vận Hoa Quốc phục hồi qua một khoảng thời gian mới có thể nhìn thấy, nhưng cô có biết lần trước khí vận của Hoa Quốc phục hồi vào lúc nào không? Rod điềm nhiên nói. Không biết. Nguyệt Ảnh khẽ lắc đầu. Đại đường, Rod nói với giọng điệu chắc nịch, 1000 năm trước, khi khí vận của Hoa Quốc phục hồi, cả thiên hạ không có nơi nào có thể tranh đấu với họ. Khi đó, chỉ tính riêng cường giả ở cảnh giới thiên thần thì nước đại đường cũng không dưới 100 người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.